Hello anh em. Những năm tháng mệt nhoài cứ vô tư cười hoài, để giống như là một bức tranh. Hello anh Huy Lê. Giống như là một bức tranh. Anh Huy Lê chia sẻ cho anh em đi. Hello anh Nguyễn Ngâu nha. Xin chào anh Nguyễn Ngâu. Đây mặt hoa năm bên trắng không tên hoa bói nha anh em. Đó, đây có một chậu đang hoa đó nè. Đây ha. Huy Lê thích quá. Đó. Cái này là ngắt dưỡng cây này nha anh em nhé. Đây có một chậu đang hoa nè. Đó, không tên ở đây. Chào 600 anh chị đang xem. Mỗi anh chị đang xem, cho em xin một lượt chia sẻ nha. Chậu này đang ra cái mầm lợ cái nó thắt rồi. Giờ nó có một cái mầm, cái ki trên thân nha. Xong bắt đầu cái nó lên một cái hoa trên chóp á, trên đầu ngọn á. Anh em chia sẻ thiệt nhiều cho tiếng ấy nha. Anh em chia sẻ đông đông mà lên lượt view view xem nó khoảng cỡ là 50 là em sẽ làm một món quà bất ngờ cho anh em xem. Rồi bắt đầu lên nữa là em sẽ chia sẻ tiếp ha. Lên khoảng 80 là em làm thêm một phần khá bất ngờ nữa. À, như những cái ngày trước anh em xem nhé không. Hello anh Nguyễn Thanh Yên, chào Dũng Phạm nha. Mỗi anh em chấm cho tiếng một chấm tương tác và cho em xin một lời chia sẻ nha. Chào người đẹp Vân Hà Nguyễn nha, chào chị nha. Cái cây này là đang hoa, người đẹp không tên, về anh em ngắm hoa chính chủ luôn ha. Đó, như anh em thấy đây, mặt hoa không tên nó nở mấy ngày rồi, ngắt xuống rồi đó anh em, ngắt xuống để dưỡng cây. Thì cái cây này, cây hoa này hôm bữa đã chia sẻ cho một người khách, anh khách, và hôm nay là anh đã nhờ xuống hoa để dưỡng cây. Như cái cây này là của nhà nè. Đó, cây này là hoa trên đầu cái ki. Như cái hoa này là anh em mình nay mai là mình làm được một cái mầm gốc, mấy cái mầm gốc ở dưới này đó anh em, nó sẽ tự động nó lên mầm gốc ha. Nó tự động lên mầm gốc. Đó. Nó lên cái ki rồi nó mới lên cái hoa, chứ không phải là nó cái cuốn hoa đâu. Nên cái này là sẽ khai thác được. Chào người đẹp Thu Vân. Chào tất cả anh em đang xem live nhé. Mỗi anh em thả cho mình một lượt tim nè, đồng thời cho mình xin lượt chia sẻ nè. Ai có lượt chia sẻ là sẽ có cơ hội săn những cái ki đẹp mà giá rất là yêu thương nha anh em. Đó, coi như là quà game á ha, coi như là quà game á. Em xin chào anh trai Đinh Văn Nhâm nha. Đó, anh em thấy cái kỳ đẹp không? Cái nụ này là nụ bói đấy. Chào anh Đạt Trần Tiến Đạt nha. Cái tên nickname khá là hay ha. Chúc cho tất cả anh chị em mình một buổi tối an nhiên. Đó. Đây là có một chậu đang nụ nè. Và bên này còn một chậu đang nụ nữa. Có hai chậu đang nụ thôi. Người đẹp không tên nha anh em. Chậu này là có bộ là chậu này là xinh hơn nha. Chậu nhìn nguồn này hoành tráng hơn. Cái khúc dài thì mình đã cắt đi rồi ha. Còn cái gốc bộ đế thì nó ra cái mầm lỡ xong xuôi là bắt đầu là nó ra cái hoa đầu ngọn. Đây là một cái mầm lỡ nó hoa đầu ngọn nè. Bên này còn một cái mầm gốc chưa ra nha anh em, chưa làm nha. Thì đối với những cái cây VIP này thì mình sẽ là để cho nó ra tự nhiên nó sẽ tốt hơn. Em xin chào anh Bình Hoàng nha. Chào anh Nguyễn Thanh Vương. Em cảm ơn anh Nguyễn Hiệp đã chấm bài cho em nha. Bi này ngắm xong là làm được hai mầm gốc kaka, đúng rồi, chuẩn luôn nha anh Đinh Văn Nhâm. Cảm ơn anh Bình Hoàng đã chấm bài hen. Chào Lê Quang nha. Ai đang xem thì cho tiến xin một lượt chấm bài và một lượt chia sẻ nha. Ai mà có lượt chia sẻ thì lát nữa có cơ hội săn game với săn cây với giá là game nha anh em. Làm cái game nhưng mà mình sẽ là để cái giá rất là yêu thương đó, mà ai có lượt chia sẻ mới có cơ hội nhận nha anh em. Đó, hello hello Lê Quang, cảm ơn Lê Quang đã chia sẻ nha. Chào anh Gia Huy, chia sẻ đi anh em. Có hai cái thôi anh, hoa bói, hoa rất là khôn. Cái hoa này là hoa người đẹp không tên đó anh, cái ki đang hoa đó là ki người đẹp không tên đấy. Chào anh Gia Huy nha. Hiện tại ở trong vườn thì cũng đang có một số cái cây đang hoa. Lâu lắm không có quà anh Tiến kha kha.
Vậy thì chia sẻ đông đông đi cho vui. Đó, những cái cây này là nó mọc vậy là rất là hay nè. Thì những cái kỳ, cái hoa mà nó mọc trên cái đầu kỳ này là năm nay là mình khai thác được cái mầm gốc ở đó. Thay vì nó lên cái cuống hoa thì mình thua, nhưng mà lên được cái kỳ, cái hoa trên đầu kỳ thì mình sẽ là được cái mầm gốc ở đó nữa, và nó không bị mất đi ha. Thì như cái chậu này cũng đang có một cái mầm gốc nằm trên cái hoa nằm trên cái mầm lỡ nè. Đó, cái này là cũng hoa bói y như vậy luôn á anh em, mà nó ra đẹp không? Nó rất là đẹp ha. Thì bên này đang còn một cái chậu không tên để làm phun hoa để cho anh em ngắm đó. Hoa chính thống này sẽ đẹp hơn, hoa này hoa bói. Rất là thơm anh em, gọi là chuẩn cây thôi ha. Gọi là chuẩn cây để anh em mình an tâm công tác thôi. Vườn Lan Thanh Tùng ở Di An, Bình Dương. Địa chỉ là số 9 đường 9 trung tâm hành chính Di An, Bình Dương. Chắc anh em ai cũng biết rồi ha. Chào anh Bình Hoàng nha. Chấm cho tiếng một chấm tương tác, thả cho một loạt tim đi anh em. Anh em cứ thả tim chia sẻ cho nhiều cho mình đi. Chia sẻ bài nhiều để được nhiều anh em vào xem like hơn ha. Mùa này là mùa mầm gốc. Đó, mùa này là mùa mầm gốc nha anh em. Tiếng qua đây tiếng cho anh em xem những cái chậu bạch tiết nè, đã đời xương gió luôn. Nếu như mà giấc tầm này nha, mà mình mà có khoảng 1.000 chậu bạch tiết thiệt luôn, nó sướng cuộc đời anh em. Có 1.000 chậu bạch tiết như thế này á, anh em mình cứ làm tác phẩm 3 đến 5 đến 6 kg vô một chậu bự bự giống như chậu sen này nè, xong tới Tết làm hoa ha, bán là hết thầy, hết thuốc luôn, giật cái tô luôn á. Chỉ cần Tết á, mà tác phẩm mà Phú Thọ đẹp thôi đã chết đòn rồi, chứ chưa nói tới là tác phẩm bạch tuyết, đúng không? Chậu bạch tuyết này đã chia sẻ rồi. Bên này nè, đó bạch tuyết nè, anh em thấy mầm gốc đã đời chưa? Mùa này mùa mầm gốc rất là phê ha. Đó, với những cái mầm này là lứa sau là hứa hẹn lắm luôn anh em, lứa sau là tuyệt vời ông mặt trời luôn á. Đây nữa nè, chú cha là kỳ nè. Đó, cứ kỳ như thế này là bây giờ là sắp tới là cứ 5 kỳ mình rót vô một tác phẩm. Đó, những cái chậu này đã chia sẻ cho anh em rồi. Đó, đã chia sẻ rồi nhá. Chậu này là chậu của anh Nguyễn Bá Kiểu. Chậu này chắc là chuẩn bị gửi cho ảnh được rồi nè. Về là ảnh sẽ là xuống kỳ và nhân giống. Đối với những cái kỳ như thế này á, mà bây giờ mình cắt xuống mình trồng 3 đến 5 kỳ vô một chậu như thế này, đó là bắt đầu là Tết là mình làm hoa ha. Vì cây cao cấp thì những người cao cấp người sưu tầm để về biếu tặng cho những cái ship, những cái đối tác làm ăn, nó rất là ý nghĩa và nó rất là sang, đúng không? Đây, như cái chậu bạch tuyết này nè, đó ba mầm gốc rất là uy lực luôn. Đồng thời nè, trên thân là mấy chậu luôn, mấy quá trời kỳ luôn anh em nè. Đó, cái chậu này đẹp ghê chưa? Cái chậu này một tác phẩm này là má ơi luôn á. Đó, anh em thấy cái đế, cái chậu nó khỏe đó, nên cái đế nó ra rất là dữ luôn. Hello anh Cao Thiên nhé, xin chào anh Cao Thiên. Xin chào anh Hèn Nguyễn. Chậu bạch tuyết đã không anh em? Đối với bạch tuyết á, thì anh em mình là kỳ mà muốn mọc trên thân thì anh em cứ để tự nhiên vậy á, nó ra khỏe lắm. Ai mà nôn nóng thì chích thôi. Và điều đặc biệt là bạch tuyết nó rất là dễ hay ra cái bi. Ra cái bi anh em cứ để là năm mai nó tự mọc kỳ từ cái bi ra ha. Ví dụ đây nè, đó nó ưa ra bi nè, ra bi nó lại mọc mầm gốc nè. Đây bi nhỏ chút xíu xíu nó lại ra mầm gốc ở đây nè. Mầm gốc nó lại thắt ngọn đó, đó. Nó lại ra bi. Mầm gốc này năm mai nó lại đẻ lên hai mầm gốc nữa mà. Rồi, cái chậu bạch tuyết này mà anh em nào mà yêu chậu bạch tuyết này á thì tin cho mình là năm củ nha. Đó, năm củ khoai cho chậu bạch tuyết khủng khiếp nè. Như chậu này là sang năm là làm ra là rất là nhiều giống luôn á. Đây nè. Wow, trời kỳ trên thân luôn ha. Đó. Riêng cái này á, mình chơi hoa xong mình chích cho nó mấy phát nữa là ngắm hoa luôn á. À, chơi xuống kỳ á, khai thác mấy cái kỳ này xong xuôi anh em mình là đâm cho nó mấy phát nữa là ngắm hoa. Chậu rất là đẹp ha. Chậu cực kỳ đẹp luôn. Đây là mặt hoa không tên. Cứ mặt hoa không tên nó thơm quá nên cứ ngửi ngửi hoài luôn anh em. Ngửi hoài luôn á. Chào anh, xin chào anh Dương Bùi nha. Chào Dương Hợp nha. Bên này là có hoa nữa nè. Sắp tới là có hoa cho anh em ngắm nè. Hồng này hôm bữa mình ghi hồng gì đây mà mình quên tên mất tiêu rồi đây. Hôm bữa nhớ rõ ghi cái tên hồng rồi. Đây, đó, hoa nữa nè. Hôm bữa là anh Tùng kêu mình làm hoa là mình đủ như một phát là hoa quá trời hoa. Đây nữa anh em này.
Coi cái chậu này đã chưa này, chậu này là của ai ta? Chậu này là của Khiên Mai, chậu Khiên Mai này. Nếu mà Khiên à, quay mặt mình không à? Anh em đang xem cho tí xin một lượt chia sẻ đi. Đó Khiên Mai này, thấy không? Mình chăm những cái chậu này là bắt đầu hồi trước á, chưa có kỹ thuật á, chăm nó nằm ở xuống dưới anh em. Bây giờ là khi ra mầm gốc rồi bắt đầu moi móc nó ra để cho cái mầm gốc của cái mấy cái đế, cái đế của cái mầm gốc đó, nó phát triển bự hơn, nó khỏi có bị hư đó. Còn nếu mà mình không móc ra là nay mai là nó nghẹt ở dưới là coi như mầm gốc nó hư hết anh em. Vậy nên là bây giờ nên là bữa nay, từ bữa nay trở lên là đại đa số là trồng, kể cả trồng chậu lớn luôn, cũng trồng cao hơn mặt chậu, trồng cao hơn mặt chậu luôn. Hồi xưa là dở. Chào Trung Nguyễn nha, chào 250 chị đang xem nha. Mỗi anh chị đang xem thả cho mình một lượt, thả cho tiếng một lượt tim nha anh em, một lượt like, một lượt chia sẻ nha. Thả cái lượt chia sẻ đi anh em. Cảm ơn Bình Hoàng đã thả tim nha. Đây là chậu bạch tuyết, chậu này là dài gần mét đó, mầm gốc rất là đẹp. Chậu này đã chia sẻ cho khách rồi đó. Bây giờ còn chậu này nè, anh em nào mà yêu chậu này tiếng chia chậu này cho là hết nấc đó. Đã chưa, một lùm mầm gốc luôn. Ủa trời ơi là trời đó, cái này muốn ngắm hoa là chích thằng này một phát là ngắm hoa rực rỡ luôn nè. Em chào anh Thạch nha, cái chậu bạch tuyết đã không anh Thạch, phê cái thằng người ha. Rất là phê luôn. Chào Kiên Phạm nha, ghét cái thằng bạch tuyết là nó ưa nứt cổ lá vậy nè, nó tốt, nó đi nhanh quá, nó nứt cổ lá vậy nè. Đó như cái này bị nứt rồi là nay mai cái lá này rụng nè, nó nứt cổ lá đó, nó nứt cổ lá. Chào Kiên Phạm nha, chào Kim Phạm, Kim Phạm, Kim Phạm khó đọc đó. Chậu bạch tuyết này anh em nào mà sưu tầm thì 5 triệu, 5 triệu cho chậu bạch tuyết này, rất là đẹp ha. Tin tin cho tiếng 5 triệu là sở hữu được cái chậu bạch tuyết này ha, rất là đẹp. Bên này một chậu nữa nè, mầm gốc nó thì thôi luôn á. Thì hồi trước á, của người ta chăm thì nhỏ xíu anh em, nhưng ăn bởi vậy nên cái cây mà nó đẹp hay không là da do mình đó. Mình phải chăm bẩm, mình quan tâm, mình tưới tắm nó đầy đủ, xên súng đó. Ví dụ giống bây giờ như chậu này đi, đó là nay mai là tiếng sẽ lấy cái nhíp tiếng moi móc mấy cái chỗ này ra để cái đế của cái mầm gốc này nó phát triển bự hơn cho lứa sau cho nó đẹp ha. Nó như cái này là bữa tiếng móc ra rồi đó, mà mấy anh em tưới đẩy vô lại đó để ngày mai mình đi móc ra tiếp. Nó qua bên này cho anh em coi cái mầm dendro nè. Cái mầm dendro này anh em nè, anh em biết cái chậu này là chậu gì không? Chậu này là chậu hồng á hậu đấy, mà cái củ chuối, cái đế của nó to như cái dendro luôn, nó bự hơn ngón tay mình luôn. Cái thân già của nó thì nó như ngón tay cái, cái đốt nó dài hơn 5 cm đó anh em, to như ngón tay cái luôn. Đây là chồng ở miền Nam đó nha. Bên này cũng một chậu á hậu nữa nè. Chậu này nay mai tiếng làm hoa để chia cho anh em nè, chia sẻ đi anh em, anh em chia sẻ đông đông đi. Qua bên này chia sẻ cho anh em mấy cái kỳ. Đây là mấy cái chậu hồng á hậu này, những cái con giống ha. Đây là những con giống à, chào Nam Kiệt nhé. Những con giống á hậu như vậy là tiếng chia cho anh em, như chậu á hậu này là chia cho anh em là khoảng cỡ là 700 nha anh em, 700 cho chậu hồng á hậu này. Một chậu hồng á hậu như là 700. À, chậu này nó có hai cái kia trên thân, về anh em có thể là làm hoa ngắm nha. Chào anh Đỗ Sâm nha, có hai kia trên thân luôn ha, về để anh em làm giống. Và nếu như anh em nào muốn có cái chậu hồng á hậu ngắm hoa luôn á, thì đang có chậu hồng á hậu ngắm hoa luôn, là chậu đó khoảng cỡ 1 triệu. Chào Khánh Linh Sâm nha, không biết có bị ẩn comment không. Như chậu hồng á hậu như thế này là có hai kia trên thân, rất là đẹp. Đây là tiếng chia cho anh em là chậu này là 700, hồi nãy nó 700 hay nói nhiều quên mất tiêu rồi. À, những cái kia mà bạch tuyết trên thân á mà vừa lát xuống á, là mình chia cho anh em là từ 500 đổ lên là có 1 kia nha anh em nhé, 500.000 kia. Anh em nào mà muốn là ngắm những cái tác phẩm Phú Thọ này á, thì nhắn tin cho mình nha. Thì những tác phẩm này là chuẩn, cái chậu Phú Thọ này là chuẩn bị để nay mai là vào tác phẩm đấy, 50 thân vô một chậu, 50 thân như một chậu để dành để Tết làm hoa ngắm, hoặc cái dịp mà đi giao lưu gì đó, đi giao lưu cái sự kiện hay là cái mình có thể là mình làm hoa luôn. Nhiều khi khách đặt á đó, những cái chậu rất là đẹp này nè. Tiếng đang vô chế độ đó, bộ rễ thì vi phạm anh em ha, đang vào chế độ cho nó.
mình bắt đầu mình muốn làm hoa mình phải đi 20 điều với lại đi 6-30 cho nó mập mạp, nó mập nó tích chất lên làm hoa nó mới đẹp. Chứ còn mình mà làm mà không có đủ chất thì nó cũng ra nhưng mà hoa nó không đẹp anh em. Đó, chậu hồng nó hậu khủng không, chậu hồng nó hậu khủng long bạo chúa nè, đó thân mập này. Như chậu này về anh em mình làm hoa là rất là đẹp ha, đó mầm gốc ra luôn rồi này, mầm gốc rất là phê, mầm gốc tự nhiên ra nên nó mập lắm. Nguyên cái chậu hồng á hậu này mà anh em nào mà yêu á, tí chia cho anh em là chậu này là 1,5 triệu nha. Đó, chậu hồng á hậu này, chậu này là 1,5 triệu nè. Mùa ki nè, đấy mùa ki bạch tiết này, mùa ki bạch tiết. Đó, chậu hồng á hậu này là còn mấy chậu thôi anh em, nói chung là á hậu bự như thế này là mấy chậu thôi, không có ít, không có nhiều đâu, mập lắm rồi. Chậu này nếu mà anh em nào muốn làm hoa là tí sẽ làm cho một khúc trên này, đó là full hoa luôn, để về anh em mình ngắm ha. Còn khúc còn lại là để làm ki nhân giống. Đây coi chậu phú quý này, hôm bữa bán cho anh em rồi nè, mà hôm bữa bán xong xuôi rồi cái đem ra cái ngâm sên, đó, ngâm sên cái nó thấy nó hơi vàng vàng cái nụ không dám bán, bảo anh em tôi thông cảm để kiếm cái khác. Bữa bên này nó cũng có ba cái này nữa ta. Chào anh Tiếu Quyền nha, chào anh Hùng Sơn. À đây có những cái chậu này là chậu hồng mỹ nhân đang hoa này anh em nè, về để ngắm hoa này. Đó, hồng mỹ nhân đang hoa như thế này là mình chia cho anh em cả chậu này là 790 nhé, 790. Mất trăm năm mình mới chung được kỳ hoa này anh em nè, chuẩn bị ngắm hoa kỳ hoa nhé. Hôm bữa là chích làm hoa ngắm. Riêng cái dòng kỳ hoa mà làm kỳ trên thân khó lắm. Những cái dòng bệt, những cái dòng mà hồng á là khó làm hoa. Chào miền cá trắng nha. Hồi nãy like tóm tóm một chút xíu mà mình bảo thôi để qua bên fanpage like một chút xíu rồi về bên TikTok like sau. Chào anh Minh Tâm Nguyễn nha. Thả tim chia sẻ cho Tiến đi anh em, chia sẻ lên 50 lượt xem đi, Tiến sẽ làm cái game dễ thương cho anh em chơi ha. Đó, đây nè. Anh em nào muốn ngắm hoa hồng á hậu nè. Đó, muốn ngắm hoa hồng á hậu như chậu này nè, đang hoa này dài có một ki trên thân luôn nè. Chào Linh Kha. Đó có một ki trên thân. Chậu này là giao lưu với anh em là 1 triệu nha. Đó, 1 triệu cho chậu này. Lấy anh em 999.000 đi. Đó. Hoa thì nó nằm ở trên cái ki. Đúng không? Nó nằm trên ki, trên đầu chóp cái ki á. Nên là như cái hoa này là về anh em ngắm hoa chính chủ xong xuôi là anh em bứt cái hoa đi là anh em nó sẽ ra cái mầm gốc ở trên cái đầu ki cho anh em. Đồng thời là cái này cũng ra mầm gốc luôn rồi nha anh em. Chào anh Kỳ C nha. Em chào anh Thiên Trần Quang. Đó, nè, chậu như thế này là chậu hồng á hậu như thế này là tiếng chia cho anh em là 1 triệu nha, 999.000 đi ha. Dài để coi là 20 cm, gần 20 cm. Có hai cái ki thắt ngọn trên đầu chóp có hoa luôn. Hello anh yêu nha. Bữa nay làm công việc thuận lợi không anh Thiên Trần Quang? Anh Thiên Trần Quang hình như làm đồng hồ đúng không? Bữa nào có cái đồng hồ nào im im mình chia cho em cái đeo cho nó ngầu nha. Chào anh Nguyễn Lê. Bữa nào phải lấy lan đổi đồng hồ. Anh Thiên Trần Quang ha. Đó rồi, chậu này nè về ngắm hoa được nha anh em. Hồng á hậu nha. Chào Nguyễn Tuấn nha, để Tiến lấy một hoa hồng á hậu cho anh em ngắm ha. Hồng á hậu. Cái tên hồng á hậu nghe thích. Nên người ơi ta cần chia hoang lo. Mất trăm năm mình mới chung đường, 1000 năm ta cùng chung lối. Bây giờ là những dòng này rất là dễ sưu tầm anh em. Những cái dòng mà nói chung là như hồng á hậu đi ha, hồng á hậu như hồng mỹ nhân hồi trước cũng rất là khó để sưu tầm luôn. Hồi trước là chỉ cần đầu tư những dòng á hậu hồng mỹ nhân thôi là lùm lúa hay lùm bạc rồi, nó không cần tới đầu tư những cái dòng không tên đâu. Không tên lúc đó là quá xa xỉ rồi, quá cao rồi. Đó. Đó. Chỉ cần hồng á hậu, chỉ cần hồng mỹ nhân, chỉ cần hồng yên thủy, chỉ cần HO, chỉ cần phú thọ thôi.
Mà nếu như anh em đi đúng thời điểm là anh em cũng đã thắng lớn rồi, đúng không? Chưa nói tới những dòng VIP có kỳ sọc không em. À có anh Phú Vũ Văn, anh Phú Vũ Văn nhắn tin cho em đi. Rồi có gì em kỳ sọc thì thiếu gì thì có gì em kiếm cho anh Phú Vũ Văn nha. Chia sẻ đi anh em, mỗi 20 anh chị đang xem, mỗi anh em cho thí sinh một lượt chia sẻ đi. Lên 50 người xem là em sẽ có những cái phần quà. Em bán một phần quà gọi là giá gọi là giá giật mình luôn. Thay vì em bán nhưng mà em sẽ gọi là làm game đó. Đó. Nha. Chỉ rẻ bất ngờ luôn, ba mấy chục cành thôi, mấy chục ngàn thôi. Ok Phú Vũ Văn, anh Phú Vũ Văn. Anh nhắn tin cho em đi nha. Đây em. Em cày ngày cày đêm giỏi thật. Bởi vậy nên anh biết sao không? Cái con người của mình á, giàu hay nghèo là do mình, đúng không? Nhiều khi nó cũng do thời vận nữa anh em. Nhưng mà mình cố gắng đi, mình cố gắng hết sức của mình đi. Đó. Rồi mà đến lúc mà không được nữa thì mình không phải hối hận, đúng không anh em? Còn khi mà cuộc đời mà nó có lúc thăng lúc trầm, lúc lên lúc xuống, cũng có những cái lúc mà huy hoàng luôn, tiền thì bó đi, bước lên du lịch bước xuống du lịch, có những lúc nó khó khăn. Tiếng làm hồi xưa, tiếng làm vận tải cũng vậy, có những lúc trời ơi hàng hóa mà chạy mà ngập mặt luôn anh em. Một tháng chạy một chiếc, chạy gần trăm chuyến mà chạy nhiều quá sợ những cái đối tác công ty của mình người ta ganh tị mình phải nghỉ bớt đi. Cuối tháng một chiếc là kiếm mấy trăm triệu, bó luôn, lên như diều gặp gió. Xong xuôi thì có những lúc mà vận nghề vận tải nó siết, nó khó, rồi mình mới rỗi nè, mình mới đi sưu tầm cây lan về mình chơi đó, nên là nghiện tới bây giờ đó. Nên là kể cả bây giờ như mình còn lại bây giờ là nghề lan á, nó cũng là một cái ngành nghề hiện tại bây giờ mà tiến tới kiếm tiền rất là tốt. Ví dụ giống bây giờ khi mà những anh em mà đã sưu tầm mà có đất rộng á, mà đã có cái kênh bán hàng á, mình làm cái gì vậy anh em? Mình cũng phải có cái kênh bán hàng. Chứ mà mình chơi mà mình chờ người khác lại mua của mình là không bao giờ được cái giá mình mong muốn đâu. Mình phải có cái kênh bán hàng của mình, có kênh phân phối của mình. Đó, mình tự bán hàng mới được. Mình đã tự bán hàng rồi thì thời điểm này nhé, tiếng nói thiệt, thời điểm hiện tại, kể cái cây Phú Thọ, anh em tự bán anh em vẫn có tiền, đúng không? Anh em chăm đơn giản thôi. Khi mà có vườn rộng rồi, mình vừa chơi vừa đam mê, kể cả một cái chậu Phú Thọ mà anh em làm tác phẩm đẹp đẹp lên, anh em làm full hoa, anh em bán vài trăm ngàn triệu bạc là chuyện bình thường cái gì, đúng không? Phân tro thì đâu cần ăn nhiều đâu anh em. Phân tro đâu cần ăn nhiều, anh em mình bón gốc được rồi. Tại chẳng qua thời trước là anh em mình nôn nóng, anh em mình sưu tầm nhiều tiền quá rồi, anh em mình nôn nóng rồi kiếm phân này kiếm phân kia cho nó nhanh ra giống, để anh em mình là có cái để mà chia sẻ, đúng không? Nên tấp cho đầy giống lên. Thực ra thì nó cũng không cần phân tro nhiều đâu, anh em chỉ cần bón gốc cho nó tốt cho nó được rồi. Bón gốc cho nó thiệt là tốt ha. Bón gốc nhiều cho nó. Quên, đang nhìn đây cái nói nó không trút trọc vào đâu hết, xin lỗi anh em. Bón gốc nè, hoặc là mình có thể làm những cái công việc khác. Buổi tối mình về mình tưới tắm cho nó, sáng mình dậy sớm mình tưới cho nó một cái. Còn không, nếu như anh em bận rộn nữa thì anh em thiết kế tưới tự động, đúng không? Anh em nào mà không biết cái chỗ lắp ráp thiết kế tự động thì gọi tiếng đi cho số điện thoại của thằng cu em đó, thằng cu Quy Bùi, thằng em, thằng đệ của mình. Nói chung không phải là gì mà anh em chơi lan, nó làm bơm bét qua lan thôi mà giàu vải trưởng luôn anh em. Đấy, 13 đang người đang xem. Chào anh Minh Đức nha. Mỗi anh em chấm cho tiếng một chấm tương tác và cho em xin một lượt chia sẻ nha anh em. Cho em xin một lượt chia sẻ và một chấm tương tác. Khi lượt xem đạt được cái con số là 50, tiếng sẽ làm một cái phần game cho anh em ha. Và như thế này nè. Đó, những cái cây, đây là cái dòng, những cái dòng hồng sướng lắm anh em. Chào anh Minh Đức. Những cái dòng hồng sướng lắm. Những cái dòng hồng thì anh em mình không cần phải làm hoa đâu. Trồng tới thời điểm, tới ngày, tới tháng, tự động ra hoa thôi. Đây nè. Đây là chậu này là chậu hồng Á Hậu nha. Hồng Á Hậu đang hoa. Chậu hồng Á Hậu đang hoa đúng là chiên triệu. Nhưng mà anh em nào mà sưu tầm á, mà chốt nhanh á, tiếng chia anh em là 3 số 8 nha, 888 ngàn cho cái chậu hồng Á Hậu này ha. Hồng Á Hậu đang hoa như thế này. Đó. Về là anh em ngắm hoa chính chủ luôn, an tâm công tác luôn ha. Ngoài ra thì cái hoa này nó mọc ở trên cái kỳ. Mọc trên cái kỳ, nên anh em mình có thể là khi mà hoa tàn rồi, anh em mình có thể là
làm mấy cái mầm gốc ở cái này được nhé, nhân giống vẫn tốt, cái này thắt ngọn rồi đó, nó ra rễ rồi, như cái này anh em mình về tới nhà là có thể lắc xuống trồng nhân giống được rồi nè, đó thấy không. Thì hiện tại bây giờ thì cái giá trị nó của cây nó rất là dễ sưu tầm, thì anh em mình có thể là chào anh Trần Hải nha, cảm ơn mình các trắng để chấm bài nha. Em chào anh trai Đặng Văn Tâm, em chào anh Toàn Nguyễn, em chào anh trai Nguyễn Hưng nha. Vào xem thằng em, vào xem thằng em thì thả tim cho thằng em đi, chia sẻ cho thằng em đi. Chào anh Liêm Trần nha. Đó, chậu như thế này là tiếng chia cho anh em là 888.000 ha. Hồng Á Hậu. Đó, còn nếu mà anh em nào muốn sưu tầm Hồng Minh Châu nè, Hồng Minh Châu chậu như thế này, chậu dài 40cm để về mà mình làm hoa ngắm nè. Chậu Hồng Minh Châu này tiếng chia cho anh em là 500.000 nha. Đó, 5 xị cho một chậu như thế này ha. Thác ngọn rồi. À, tiếng rút đọt rồi, cho nó thắt ngọn. Như chậu này về anh em mình muốn làm hoa thì anh em mình đi phân 20 điều với phân 6-30 cho nó là anh em mình làm hoa thôi ha. Nó cứ mập lên anh em mình làm hoa thôi. Rồi còn anh em nào mà muốn làm kỳ nhân giống thì anh em mình có thể là xịt cái phân là 30-10-10. Đó, 29 người rồi, lên đi anh em, lên đi. Cảm ơn Nguyễn Hưng chấm bài nha, chào Sĩ Trần nha. Chào anh Hải Nam Lê, em chào anh Tâm Ly. Cảm ơn Miền Cát Trắng chấm bài nha. Trời ơi, chưa gửi cây cho Miền Cát Trắng nữa kìa. Miền Cát Trắng lấy bộ phòng bệnh không? Mai tiếng gửi luôn cho. Chào em Trần Minh. Lấy bộ phòng bệnh không? Ngày mai em gửi luôn cho anh Miền Cát Trắng rồi. Mới công quên. À, hôm bữa đem mới ghi Phú Thọ qua định gửi cho anh nữa kìa. À, để mà nhà vườn có 5 cái trắng lâm sung đang yêu không? À, chốt 777. À, 777 là cây gì anh Thiên Trần Quang, nãy chốt cái cây Hồng Á Hậu á hả, hay là cây gì anh Thiên Trần Quang? Anh Thiên Trần Quang chốt 777 là Hồng Á Hậu hay gì? Hồng Á Hậu về ngắm hoa hả? 777 là em như thế này nè, chốt tứ quý 7, tứ quý 7 là 7 triệu đấy, 7 triệu là có 700.000 thôi. À, có 777.000 hả? Chốt tứ quý 7, tứ quý 7 là 7.777.000 á anh Thiên Trần Quang, anh máu đấy, Hồng Á Hậu á. À, thôi được rồi, chia cho anh Thiên Trần Quang. 5 cánh trắng lâm sung đang nụ, à anh Toàn Nguyễn. À, 5 cánh trắng lâm sung đang nụ thì em không có, em có kia nhỏ thôi. Đó, kia nhỏ thì với lại chậu, chậu đang ra mầm gốc 20cm với một cái thân dài như đây. Chậu lâm sung đó thì em chia 1.500.000 nha. Còn cái kia nhỏ nhỏ lâm sung bây giờ nó cao lắm. Nói chung dòng 5 cái trắng bệt mũi trắng bây giờ cao lắm. Kia lâm sung mà cỡ nhỏ nhỏ như đã 500-600.000 rồi. Còn ở những cái chỗ mà nó bán điểu điểu thì nó rẻ lắm. Anh em mua là bây giờ nó bên trên mạng bây giờ giá nó nhiều lắm anh em, nó nhiều dạng giá lắm. Nhưng mà cái chuẩn thì nó cao, chứ còn anh em cứ mua tham rẻ, mua những chỗ mà linh tinh thì coi chừng. À, kích hoa hả anh Nguyễn Tâm? Kích hoa thì anh dùng muốn kích hoa nha. Trước khi kích thì anh dùng, anh xịt cho em cái phân là 6-30-30 với là 20 điều. Ví dụ cái cây mà chớm thắt như cái cây này nè, em vừa rút đọt nè. À, như cái cây này ha, như cái cây này là cây Hồng Minh Châu nè. À, vừa chớm rút đọt như thế này á, thì em sẽ dùng cái phân 20 điều để cho nó mập thân, nó cân bằng đạm, lân và kali đó. À, sau đó em sẽ dùng cái phân đi, nói chung là mình đi phối anh em. Ví dụ hôm nay là mình đi phân 20 điều này, thì 3 ngày sau mình sẽ dùng phân 6-30-30. Đó, mình đi như vậy tới cái lúc mà nó mập, nó thắt ngọn, nó tròn quay luôn, nó chuẩn bị rụng lá đó. Đó là lúc đó là cái thời điểm mà già rồi ha. Thì mình sẽ đi cho nó lấy 3 liều canxi magie nha anh em. Đó, canxi magie mỗi lần cũng cách nhau 3 ngày luôn. Đó, đi cho nó 3 liều canxi magie nha. Xong 3 liều canxi magie rồi là anh em mình dùng duy xanh. Anh em mình chích, anh em mình chích hoa ha, thì duy xanh này anh em rút vào cái ống tim đó, duy xanh hoặc pro mỹ, nhưng mà em theo tiếng thì em thấy là dùng duy xanh được rồi, nó rẻ tiền đó, nó rẻ tiền mà nó cũng hiệu quả nha. Thì mình sẽ dùng một cái vật nhọn mình tác đồng vào, hoặc là nếu mà anh em ít thì anh em có thể dùng chỉ xe chỉ luồng kim, dùng gấp đôi còng chỉ lại may vô cái chỉ may đồ đó. Anh em rút từ nửa thân rút lên là ngắm hoa được rồi. Đối với cái chậu dài thì anh em rút nhiều được, còn đối với cái chậu cỡ 40cm như thế này anh em rút cỡ này rút lên thôi. À, để dành dưới này nay mai để anh em mình làm mầm gốc.
hoặc là anh em mình làm ki ha. Đó, như chậu này là lên mầm gốc luôn rồi nè. Đó, nhưng mà đừng có rút từ dưới lên, tại vì rút dưới lên như thế thì nó suy cây anh em. Với thứ hai là nó nhiều thuốc quá thì năm mai cây mình sẽ bị ảnh hưởng ha. Thì sau khi mà anh em mình chích thuốc vào thì anh em mình nên cắt nước lấy 5 ngày, 5 đến 10 ngày. Đối với những dòng khó làm hoa như dòng HO thì anh em mình cắt nước từ 10 đến 15 ngày. Chứ còn đối với những dòng hồng thì anh em mình cắt nước từ 3 đến 5 ngày là được rồi. Thứ nhất để cho cái vết đâm của mình nó không có bị thối hư. Đó. Thứ hai là mình làm như vậy là rất là đảm bảo để là ngắm hoa nha anh em. Còn mình mà nhiều khi mà cái cây mà chưa đủ chất mà riêng mà đi phân như vậy là anh em mình đủ. Riêng đi phân như vậy là đâm cái là không có ki đâu, toàn hoa thôi. Đó. Còn đối với những dòng hồng á, anh em mình cũng nên màng chỗ em yếu à. À ok anh Thiên Trần Quang đó, hồi nãy thấy rồi. Rồi ok cái chậu hồng á hậu đó chốt cho anh Thiên Trần Quang đi nha. À, em lên em ghim cái số tài khoản đây, có gì anh Thiên Trần Quang tin cho em luôn cho nó nóng nha. Em để em lên số tài khoản nè, 0500375334. Sacombank Hoàng Văn Tiến nè, 0500375334. Nay mai em sẽ làm một cái tài khoản khác, MB em có rồi, để em lâu rồi mà em bỏ em không xài. Nhưng mà nay mai em sẽ làm cái tài khoản MB đó đẹp. Tại tài khoản đó thần tài nhỏ gánh thần tài lớn, 999 3979. Đó. Số tài khoản rất là đẹp. Mấy số đầu thì nó hơi không được đẹp lắm. Thời đó mình còn em làm cái sim này nó năm 2019 rồi. Thời đó mình lấy số đẹp được mà bạn mình làm bên đó mà mình ngu quá, mình lấy mấy số sau à. 999 3979. Thần tài nhỏ gánh thần tài lớn rất là đẹp. Rồi. Chậu hồng Minh Châu này nè, dài 40 cm nha anh em, mập đẹp ha. Ra hai cái mầm gốc rất là uy lực luôn rồi. Ở chậu này là em chia cho anh em là 500.000 nè. Nói chung là tất cả là Tiến không có nhận COD nha anh em. 22 anh chị đang xem. Anh chị nào có lượt chia sẻ thì lên lượt xem, mắc xem lên 50 lượt xem. Em sẽ đem một cái cây đẹp ra em bán cái giá gọi là vừa tiền ship thôi nhá. Ví dụ tiền ship gọi là bao ship cho anh em đó, là bán cái giá đó là anh em tự trả tiền ship là xong luôn, gọi là game đó anh em. Bán ví dụ bán hoặc là ví dụ bán như thế nào ta? Bán 60 ngàn đúng không? Anh em tin 60 ngàn là coi như gửi về cho anh em bao ship luôn rồi, đó gọi là lấy tiền ship. Nhưng mà phải có lượt chia sẻ mới mua được nha. Đó, là tri ân anh em đó. Rồi cái chậu như thế này là năm cái trắng minh hồng Minh Châu như thế này là dài 40 cm, hai mầm gốc đẹp như này em chia 500. Chuyển khoản em bao ship, em không có nhận COD nha anh em. Rồi anh Thiên Trần Quang, có gì anh Thiên Trần Quang chuyển khoản cho em luôn đi nhé. Cái chậu hồng á hậu nữa nha. Em chia cho anh cái chậu đó rồi anh chuyển khoản cho em và em bao ship cho anh luôn ha anh Thiên Trần Quang ha. Chia sẻ cho Tiến đi anh em, mỗi anh em cho Tiến xin một lượt chia sẻ nha. Chào bạn Đoàn Minh Tuấn nha bạn ơi. Nay làm ăn được không bạn? Đỡ không? Công việc ổn không? Thả tim chia sẻ cho Tiến đi anh em. Ai có lượt chia sẻ là sẽ có cơ hội nhận game nha. Ok nha anh Thiên Trần Quang, em nhận tiền rồi nha anh Trần Quang nha. Em nhận rồi. Đó, vậy không? Chốt nhanh gọn lẹ vậy anh Thiên Trần Quang máu lửa. À, quên nữa. Đang có một chậu để về anh em ngắm hoa nữa nè. Đây, chậu này là chậu hồng mỹ nhân. Hai mầm gốc đẹp luôn rồi. Hai mầm gốc rất là đẹp luôn rồi. À, chào anh Bình Hoàng nha. Em nhận tiền, em nhận được tiền rồi nha anh Bình Hoàng nha. À, anh Thiên Trần Quang nha. Rồi, chậu hồng mỹ nhân này dài 40 cm, đã chuyển khoản rồi đó em. Ok, em nhận được rồi nha anh Thiên Trần Quang. Đó, anh chuyển khoản thì em bao ship cho anh luôn ha, chứ em không có nhận COD nha anh em, nói trước cho anh em vậy ha. Mất lòng trước được lòng sau ha. À, ở đây nè. Ở đây có cái chậu hồng mỹ nhân này nhá. À, là chậu hồng mỹ nhân này là đang có một dãy hoa luôn ha. Đó, và có hai mầm gốc rất là đẹp nè, có quà kèm theo chậu này nè, có quà kèm theo chậu này nha, ba cái mắt ngủ của hồng mồng lai đó, 790k cho cái chậu này ha, tặng kèm cho anh em ba cái mắt ngủ hồng mồng lai đó, được chưa? Đó, ba mắt ngủ hồng mồng lai. Cái kia này hôm bữa Tiếng dục trên kia kìa đó, Tiếng bán hết rồi, mấy cái mắt ngủ Tiếng bán hết rồi, còn sót lại hai mắt này nó đang lên hết rồi. Đó, lên hết rồi, còn cái mắt này nó chưa lên thì Tiến tặng kèm cho cái chậu hồng mỹ nhân này nhá. Đó,
Rồi chậu hồng mỹ nhân này kèm theo ba mắt ngũ hợp bóng lái, u hết rồi nha anh em. U hết rồi nha. U hết luôn rồi. Cái này là về anh em mình bỏ vào cái chỗ mắc mát khoảng cỡ 1 tháng sau là nó lên, 20 ngày sau nó lên thôi. Nó u hết rồi. Đó. Rồi, cái này là 790.000 ha. Đó, hoa từ đây nè, hồng mỹ nhân nhé, hoa từ đây dài ra tới đây. Đó, có mấy cái kỳ nữa, hai mầm gốc lên luôn rồi ha. Đó, rồi chậu này rất là đẹp nhé. Còn riêng mỹ nhân còn một chậu cuối cùng thôi nha anh em. Đó, chậu này là 790.000 tặng kèm hai ba cái mắt ngủ hồng bồng lai. Anh em nào chốt. À, khổng tước nụ bao nhiêu anh Giai ơi? Đinh Văn Vinh. Cái chậu khổng tước nụ dài đó là em chia 7.9 triệu. Đây nè, để em lấy. Khổng tước nụ nhé, chậu này dài đây nè, khổng tước đang nụ dài để coi là gần 30 cm, nó tính luôn mầm gốc nữa là 30 cm ha. Rồi cái chậu này là 7.9 triệu, đang nụ khổng tước, 500 g khổng tước đang nụ. Anh em muốn sưu tầm dòng gì thì anh em cứ comment lên nhé. Tiếng thì nhiều dòng lắm, đủ thứ trên đời, chia sẻ đi anh em, mỗi anh em cho Tiếng xin một lượt chia sẻ đi, ai có lượt chia sẻ là có cơ hội lát nữa săn những cái món quà rất là ý nghĩa nha. Món quà gọi là mình tri ân anh em á, bán cái giá giật mình á. Đây là hoa không tên. Anh em nào muốn sưu tầm cái kỳ không tên thì bên Tiếng bây giờ là hiện tại bây giờ là kỳ không tên là mình chia cho anh em là khoảng từ nhận lúa non bao lên kỳ là khoảng 3.5 triệu đến 3.9 triệu. Còn cái mắt Bảo Duy mà bao lên kỳ từ 2.5 triệu đến 2.9 triệu nhá, tùy theo kỳ to nhỏ lớn bé nha anh em. Đó, còn cái kỳ thì hiện tại đang có một cái kỳ lên rồi và kèm theo một mắt ngủ, một mắt thức đang lên luôn rồi thì Tiếng chia anh em 4.5 triệu. Anh em nào muốn sưu tầm cái kỳ á, từ đang có cái kỳ khoảng là 9 cm ha, cái kỳ cái mầm lỡ 6 cm đó, mầm lỡ 6 cm chốt hồng mỹ nhân. Nếu mà chốt 5, 6, 7 thì không có cái ba mắt bồng lai, anh chịu không hả? Thôi bây giờ như thế này nha anh Thiên Trần Quang nha, em gộp đơn cho anh như thế này cho nó vui, cho nó hai anh em mình vui vẻ này nha. À, cái chậu hồng mỹ nhân với em tặng ba cái mắt hồng bồng lai luôn là đúng là 790.000, nhưng mà thôi em chia cho anh là 690.000, ok không? Đó, tặng luôn ba mắt hồng bồng lai đó, ok thì em chia cho anh luôn nha anh Thiên Trần Quang nha, vậy cho nó vui vẻ ha. Đó. À, cái này nói gì quên rồi ta. Đó, cái đây là cái chậu này là chậu khổng tước đang hoa nha anh em. Em chào kẻ giấu tên nha. Ai có lượt chia sẻ nè, nghe Tiếng nói nè. Ai có lượt chia sẻ nhiều nụ không? Có kỳ mầm gốc chưa? À, anh Đinh Văn Vinh ơi, mầm gốc chưa lên nha, mầm gốc mới sưng sưng à. Nó là để coi là 1 nụ, 2 nụ. Nó có 2, 3 nụ anh ơi. Nó có 2, 3 nụ thôi chứ không có nhiều nụ đâu nha. Nó có 2, 3 nụ thôi. Nhưng mà sao không gửi chậu hồng yên thủy về cho anh Hoàng Trần? À, anh Hoàng Trần là hôm bữa là chốt, hình như là chốt đầu năm đúng không? Chậu hồng yên thủy mà năm đầu đúng không anh? Đúng không? Để em chụp màn hình lại để em nhớ, để ngày mai em đóng gói em gửi cho anh nè, em quên mất. Mạng yếu quá hả? Huy Đoàn hả? Kỳ vậy ta? Wi-Fi đây mạnh lắm á. Wi-Fi kéo nguyên cái ấy luôn á, anh em thấy rõ không? Anh Huy Đoàn. Anh Trần Hoàng đúng không anh Trần Hoàng? Anh Đinh Văn Vinh có ok cái chậu này 7.9 triệu thì anh Đinh Văn Vinh chuyển khoản cho em nha. Và để đây em dưỡng nha. Em dưỡng chừng nào cái nụ to to rồi em gửi về cho nó chắc ăn nha. Lỡ như mà cái nụ mà nó mai nó bị thui, nó bị chột thì em trả tiền lại nha, chứ em không nhận. Ví dụ em chốt cho anh cái chậu này đang hoa là nay mai phải giao cái cây có hoa đòn hoa. Đó, còn khi mà cái nụ mà nó bị kiểu như nó bị hư đó, đó thì nó bị vàng, nó bị hư đó, thì em trả tiền lại cho anh, hoặc là em sẽ bớt tiền như thế nào đó. Nói chung là anh em mình tìm cái hướng giải quyết như thế nào đó cho nó phù hợp ha, vui vẻ hai bên đấy. Chậu này rất là đẹp, chậu này gần 30 cm luôn á, chậu này thắt ngọn đẹp lắm, mập đẹp, 30 cm hơn á chứ, cái này 30 cm hơn nữa, mập đẹp, 7.9 triệu, 5 cái rắn khổng tước. Khổng tước như cái chậu này mà hồi trước mà lúc mà cao điểm đụng vô là mặn đòn lắm đó nha. Khớ 7-8 tỷ có đó, thương dẫn chơi. Anh em mình cứ ăn rồi cứ đi ăn lại quá khứ riết thôi. Anh Đinh Văn Vinh có ok thì báo em nha. Ok anh Hoàng Trần, đúng rồi, vậy để
mạng lát quá anh hả, miền cát trắng hả? Kỳ vậy, thôi được rồi, để anh em bình tĩnh nha, Tiến sẽ chuyển qua 3G nha. Chào Phạm Văn Tùng, Tiến sẽ chuyển cho 3G, nó đứng cái nó qua nha anh em. Lỡ mà nó đứng thì anh em an tâm không có thoát ra đâu. Tiến chuyển qua 3G luôn nha. Rồi, ok chưa? Anh em thấy rõ chưa? 3G đấy, chuyển qua 3G rồi đấy. Kỳ ta, hèn gì tối hôm qua anh Tùng anh phát trực tiếp mà anh cứ than mờ. Lát nữa anh xuống like cũng mờ câm à. Xem bạch tiết mà hả? À, chậu bạch tiết đúng không? Bạch tiết là anh Đinh Văn Vinh là muốn xem chậu bạch tiết tầm bao nhiêu? Anh Đinh Văn Vinh, cái này là khổng tước nha. Cái này là khổng tước nha. Còn muốn xem bạch tiết mà đẹp đúng không? Đây là điện lấy cái chậu bạch tiết đẹp. Chia sẻ cho anh Đinh Văn Vinh, chậu bạch tiết này không đẹp không ăn tiền luôn. Để em đếm có bao nhiêu mầm gốc nha. Đếm có bao nhiêu mầm gốc này. Anh Thiên Trần Quang có ok cái chậu đó không? Anh Thiên Trần Quang ok thì báo em nha. 690.000 em tặng luôn cho ba cái mắt mắt em tặng luôn cho ba cái mắt hồng bồng lai. Còn nếu mà 567 là em không tặng mắt hồng bồng lai đâu. Đó nha. Xem bình thường mà có lát đâu. Không phải xem bạch tiết đâu, bạch tiết em nhiều lắm rồi. À, xem bình thường mà đúng không? À rồi ok em hiểu. Em hiểu rồi, lỡ lấy rồi nói luôn ha. Rồi cái chậu bạch tiết này để em đếm bao nhiêu mầm gốc ha. 1 mầm, 2 mầm, 3 mầm, 4 mầm gốc, 5 mầm gốc. Một cái kia danh thân, rất là nhiều mầm lỡ nha, rất là nhiều mầm lỡ. Kèm theo một đoạn thân già 40 cm. Không, gần 40 cm thôi. Đó, rồi, chậu thân già, cái hướng thân già này về anh em mình muốn làm hoa là anh em mình chích cho một phát, hoặc anh em nào muốn làm hoa chậu này á thì Tiến chia cho anh em chậu này là 5 triệu nha. Chậu bạch tiết này em chia cho anh em là 5 triệu. Anh em nào muốn ngắm hoa chậu này á thì tin cho em 5 triệu xong xuôi thì em đâm cho. Em chích từ đây lên là đảm bảo là về anh em ngắm hoa rực rỡ luôn ha. Đó, còn khúc còn lại là anh em mình vẫn làm ký. Cái bộ đế của thằng này là hiện tại đang 5 cái mầm gốc. Một ký trên thân và rất nhiều mầm lỡ nữa. Đó. Riêng cái chậu này chăm từ đây tới cuối năm á. Đó, chào anh Lập Lửa nha, là thành một lùm nái khủng luôn nha anh em. Đó, thì như thế này nè, đối với Tiến khuyên anh, Tiến có lời khuyên cho anh em như thế này ha. Thì đối với những cái thân bạch tiết nó rất là dễ bị nhũng đọt. Cái dòng nào cũng vậy anh em, rất là bị nhũng đọt á. Thì anh em mình nên thả thòng. Đó, nó không có bị đọng nước vô cái đầu lá nè. Xong bắt đầu lúc mà nó thắt, nó đóng đọt là anh em mình dựng lên nha. Nó đóng đọt là anh em bắt buộc anh em phải dựng lên. Còn nếu mà để mà nó nghiêng xuống này máy ra kỳ, ủa trời ơi, cực lắm anh em. Chăm lôi kỳ ra chăm cực lắm nha. Rất là cực luôn á. Tại vì rễ nó chúi xuống, nó chúi ngược lên đầu á. Chào em Tứ Ca nha. Rồi chậu này là giao lưu với anh em 5 triệu. Anh em nào muốn làm kỳ hoặc làm hoa cái chậu này rất là ok ha. Đó, chậu bạch tiết này khủng lắm. Chậu này rất là đẹp luôn. Chậu này giao lưu với anh em 5 triệu. Đúng 5 triệu nha, một xu không bớt đâu anh em. Ở chậu này Tiến sẽ làm hoa. Chậu này chưa hoa thì giá này nha, nhưng mà hoa rồi là chậu này phải 7 triệu 9 8 triệu ở đầm đó. Có hoa thì giá nó cao hơn. Và khi có hoa thì bộ gốc này nó dài ra rồi, chắc chắn là không còn giá đó. Bèo lắm phải chục triệu đó, cỡ tầm đó. Thì chục triệu anh chị em chăm từ đây tới cuối năm mà anh em làm hoa ra nữa, đúng không? Tết mà anh em làm hoa cái, ví dụ chậu này từ đây tới cuối năm anh em chăm đây chừng mỗi thân thì anh em chăm cho Tiến chừng 80 cm thôi. Đó, 5 cái mầm gốc này anh em chăm cho Tiến là 8 năm và 4 mét, đúng không? Chưa tính kỳ đó nha, 4 mét. Với cái chậu bạch tiết 4 mét thì anh em mình làm hoa full lên thì anh em bán tầm 20 triệu để anh em đi tặng Tết là chuyện bình thường. Đúng không? Bình thường luôn á. Chứ bây giờ anh em mình Tết anh em mình bỏ tiền ra anh em mình đi làm một cái chậu gì? Hồ điệp á, chậu hồ điệp của Đài Loan á, cũng nếu mà đi tặng mà coi cho nó được nha, nó cũng phải mười mấy 20 triệu, 10 triệu. Đó, không lý gì cái cây bạch tiết của mình mà đi thua cái cây hồ điệp, đúng không? Như năm vừa rồi là anh Minh Gà đó, anh làm cái Phú Thọ thôi, đó, anh làm Phú Thọ, tác phẩm Phú Thọ thôi, mà anh kiếm 700-800 triệu.
Thì bạch tiết thì anh em cứ nhân giống, và tiếng nói thì chứ cái gì nhiều nó cũng sẽ rẻ đi thôi. Thì ví dụ giống như sang năm hoặc sang năm nữa đi, anh em cho 3 năm nữa đi, thì sẽ có những cái tác phẩm bạch tiết để mà làm hoa để chia sẻ cho anh em đó. Thì ví dụ bây giờ mà anh hiện tại như giờ phút này mà anh Minh Gà đã kiếm tiền rất là tốt từ Phú Thọ, anh rất là biết làm là kiếm tiền luôn. Thời điểm anh em chọn thời điểm mà làm thì người ta cũng vậy, người ta có những cái như, ví dụ đó, ở ngoài Nha Trang ở Khánh Hòa đó có những nhà vườn người ta làm hoa cúc để người ta bán Tết, đúng không? Mình có người bạn chuyên làm cái đó. Bình thường bán cúc đâu có nhiêu tiền chậu đâu anh em, nhưng mà Tết á, thì những cái chậu cúc to á, thì nó tới mười mấy hai chục triệu một chậu, một cặp như vậy á, là mười mấy hai chục triệu, có chậu một cặp là ba mươi mấy triệu luôn, to lắm, xay hoành xay đại. Em chào anh Đỗ Dũng, chấm như tiếng một chấm tương tác đi, ai mà có lượt chia sẻ nha, ai mà có lượt chia sẻ, lượt xem, lượt view nó lên tới 50 là tí sẽ làm game, làm cái game chia một cái cây nha, chia một cái chậu bất kỳ cho một cái giá rất là yêu thương cho anh em, nhưng ai phải có lượt chia sẻ mới được nha anh em. Đó, ai phải có được chia sẻ mới được nha. Rồi đây chậu bạch tiết này rất là to này, như chậu này là tiếng sẽ chia sẻ cho anh em là 5 triệu chậu này nhá. Để lát để đây để tiếng làm hoa cái thằng này luôn. Để làm hoa cho có hoa để chia sẻ cho anh em là được tiền hơn, đúng không? Có hoa là sẽ làm là chia cho nó được tiền hơn, mắc cái gì phải khổ gì. Vừa chia có 5 triệu. Nhưng mà làm cái hoa nó khoảng cỡ là 20 ngày sau là biết nụ hay là ki. Đó, hai ví dụ, ra ki thì mình lại bán có tiền. Mà ra nụ là mình bán cao hơn. Thường thường khách của em á là khách của tiếng là rất là khoái có nụ. Nhưng mà mấy hôm bữa làm ra khoảng 10 chậu bạch tiết có nụ là một nốt nhạc bay hết trơn rồi, không còn cái nhậu nào hết. À hiện tại bây giờ tiếng đang có hai chậu người đẹp không tên đang hoa và hai chậu Bảo Duy đang hoa nha anh em. Đó, đang hoa, đang nụ á. Đang nụ để anh em mình ngắm. Rồi anh Thiên Trần Quang không biết làm sao nữa. Rồi anh Thiên Trần Quang có quyết định cái chậu này không thì anh Thiên Trần Quang báo em một tiếng nha. Quyết định cái thêm cái lấy thêm cái chậu Hồng Mỹ Nhân thì anh Thiên Trần Quang báo em một tiếng. Bây giờ như thế này nhá anh Thiên Trần Quang. Anh Thiên Trần Quang mà chốt đúng cái giá mà 790.000 luôn á thì ngày mai nhá, em tặng luôn cái kia, em tặng luôn ba cái mắt người đẹp không tên. Á à, lộn, ba cái mắt mà Hồng Mộng Lai. Thì ngày mai em sẽ không gửi bưu điện mà em bắt Grab. Em giao lên cho anh. Đó, tặng luôn ba mắt Hồng Mộng Lai. Đấy nha. Đó cho nó vui vẻ. Tại biết sao không? Bắt Grab á mà đi á là nó không có bị hư cây đó. Đi tới nơi là cây ngọn đó, hoa nụ nó ngon lành. Còn bên đi bưu điện buồn đi à, bên chuyển hàng nhanh chắc nó đi cứ một ngày. Vậy 690 đi, 690 với cái kia là 777. Đó là chiều mấy. Tặng cho ba cái mắt ngủ Hồng Bồng Lai mà nó u lên hết trơn rồi. Đẹp lắm, Hồng Bồng Lai là bây giờ một kia Hồng Bồng Lai là em chia mấy trăm ngàn lận chứ không có chia rẻ nha. Đang còn một kia Hồng Bồng Lai chia 500 nè. Anh em nào ok thì ok nè. Có một kỳ Hồng Bồng Lai trên thân ở đây rất là đẹp, ở đây nè, rễ sùm nè. Đó, hồi trước anh em thấy không, bỏ cho nó cục đầu xuống á, bây giờ dựng đầu lên bắt đầu rễ nó chui xuống, vậy mấy nay mai mới trồng được nè. Chứ còn mà nó để cúi xuống bắt đầu rễ nó mọc ngược lên trên đầu cái kỳ, không biết trồng kiểu gì luôn, trồng á khẩu luôn á. À, đang có mấy cái kỳ nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây đó, nhưng mà tiếng sẽ chia một kỳ thôi nhá. Tiếng chia kỳ trên đầu nè 500.000 nè. Đó, đây còn một kia trên đầu 500. Hôm bữa có ba kia bán một phát, ba kia là 1 triệu, hôm bữa là kêu 1 triệu mấy đó mà anh em trốn mất tiêu rồi. Giờ còn hôm bữa cắt mấy kia trên đầu chó mình nè, đăng lên các anh em trốn hết rồi. Còn có một cái kia đẹp hơn không à, tiếng đang có mấy cái kia lá mít anh em, tiếng đang có mấy cái kia lá mít rất là đẹp. Hello anh Hoa Lan Cờ Đỏ nha, xin chào anh trai. Em chào anh Nguyễn Huy Tùng, bữa nào xuống Di An chơi anh Hoa Lan Cờ Đỏ ơi. Bữa nào xuống Di An em mời anh uống trà, uống cà phê chơi nha. Thôi anh em làm vài ly rượu. Anh Hoa Lan Cờ Đỏ rất là dễ thương nha cả nhà. À quên nữa, nãy giờ tiếng chưa giới thiệu cho anh em một cái dòng hoa này rất là đẹp nè. Bây giờ cây gì cũng dễ sưu tầm hết anh em. Rất là dễ sưu tầm để chơi luôn. À, cái tâm của mình đã nhẹ nhàng á thì nó sẽ nhẹ nhàng anh em. À, ví dụ giống mình bây giờ mình nghĩ nhẹ nhàng đi. À, mình sưu tầm một cái kia, một con giống hoặc là một chậu hoa về để mình chơi đi, đúng không? Mình chơi đi. À, cái chuyện mà làm ăn kinh tế thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố anh em. Thiên thời địa lợi phải nhân hòa nó mới được. Đó, chứ không phải muốn là được đâu. Và anh em như anh em thấy đó. Anh em thấy đúng không?
kiếm tiền được mà xài tiền được hay không nữa mới là vấn đề kìa. Đó, đúng không? Ông phải ăn ở có đức có phúc nữa kìa. Ông mới xài tiền được. Chứ còn ông nhiều tiền mà ông không có đức có phúc thì tới một ngày thờ vận nó vận của ông vận xui ông tới cũng mất. Ví dụ giống như bây giờ anh em thấy đó, rất là nhiều luôn chứ không phải là ít, đúng không? Nhiều người rớt chức nhưng đang yên đang lành vậy tự nhiên cái thân bại danh liệt luôn, y như vụ Việt Á là anh em biết ai rồi, đúng không? Đó rồi tới mới đây là ông chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát, đường đường trong nhà có biết bao nhiêu nghìn tỷ đó, bây giờ là bị bắt, bị vô ngồi ở trong trọng thì nhiều tiền cũng xài đâu có được đâu anh em, đúng không? Bây giờ tiếng nói thiệt chứ ông đó là ông ước bây giờ ông bỏ ra 3.000 tỷ, đúng không, để ngồi uống trà uống cà phê ở ngoài cũng không được, đúng không? Vậy nên á, cuộc sống á, nhiều tiền hay ít tiền cũng được, miễn sao á mà mình thoải mái là được. Tiền là bắt buộc phải kiếm chứ anh em, không có tiền làm sao mà duy trì được cuộc sống, đúng không? Vừa đủ, miễn sao tâm mình nó an nhiên. Mình không phải mình kiếm tiền mỗi ngày là phải kiếm tiền đoàn hoàng tử tế, không, pháp luật, đúng pháp luật, không trái với quy định pháp luật, không trái với lương tâm, đúng không? Như Tiến đang làm ở đây là chia sẻ những cái con giống cho anh em, miễn sao chuẩn giống cho anh em thôi. Hoặc là chia sẻ từ cao đến thấp, anh em nào mà có điều kiện thì anh em sưu tầm những cái dòng tứ trụ để làm kinh tế, đúng không? Ví dụ như gì, hoa cây cờ đỏ nè, tứ trụ bây giờ hiện tại của mấy cái dòng VIP bao gồm cái gì? Cờ đỏ, Kinh Bắc, Đôi Mắt Pleiku và Người Đẹp Long Khánh. Đó là bốn dòng. Vì bốn dòng đó là hồi trước với mức giá rất là kinh điển anh em. Đó, thì bây giờ anh em cứ tính thì một cái kỳ cũng vài chục triệu, như kỳ Kinh Bắc bây giờ phải 100 mấy 200 triệu một kỳ. Cái mắt Kinh Bắc mà lúa non bao lên kỳ nhá, cái mắt ngủ bao lên kỳ bây giờ được cũng 99 triệu rồi. Đó, còn cái kỳ mà kỳ cờ đỏ mắt ngủ bao lên kỳ bây giờ cũng đã là 19.999.000, coi như 20 triệu nha. Còn một cái kỳ là hai mấy 30 triệu. Đó. Nó không có nhiều đâu nè, ngoài nó nhiều lắm. Ngoài nó đăng nhanh nhản, nhưng anh em cẩn thận nhé. Và thông báo cho anh em một tin, đó là một bí mật, đó là đang làm bên vườn, đang làm một cái chậu cờ đỏ, đang làm hoa, đang cố gắng để đủ chất cho nó, để nó mai mà nó cờ đỏ mà nó nở rực rỡ trong miền Nam một cái một nó chết đòn chân dẫn chơi đâu hết. Thì thứ ba nữa là dòng Đôi Mắt Pleiku. Đôi Mắt Pleiku thì bây giờ một cái kỳ mà đẹp á, một cái kỳ đẹp thì kỳ tự nhiên mà đẹp nó dài như thế này á, với lại còn một mắt lên luôn rồi. Thì Tiến Đăng còn khúc mà bữa Tiến Đăng đó, cái đó là Tiến chia cho anh em là 29 triệu nha. Thì những dòng nó rất là ít, nó còn rất là ít, đúng không? Mà cái nhu cầu thực sự của người chơi mà người sưu tầm thì rất là nhiều. Thì nếu mà làm kinh tế thì anh em phải đầu tư vào những cái dòng hiếm nha. Những cái gì hiếm nó mới mắc nha. Chứ còn mà bây giờ như những cái dòng mà để mà chơi đam mê á, như những dòng mà đặc biệt mà dễ sưu tầm nhất bây giờ, đó là Bạch Tuyết nha. Cũng rất là dễ sưu tầm. Thì nó chỉ bên Tiến đang bán khoảng, ví dụ lô 5kg thì Tiến chia khoảng cỡ 1,5 triệu. Còn cái chậu đẹp đẹp nó đang hoa luôn khoảng từ vài 3 triệu, đó là có một chậu chơi rồi, đúng không? Rất là dễ để sưu tầm. Còn không, nếu mà anh em đã có rồi thì anh em cứ nhân giống ra, anh em cứ trồng 5-7kg vô một chậu làm tác phẩm, đúng không? Khi mà có hoa thì mình dễ bán thì có tiền, thay vì mình chia lẻ từng kỳ một chí, đúng không? Chia lẻ từng kỳ nhỏ chí, thà chia mẹ nó lần 5-7kg vậy, 5-7kg trồng vô một chậu. Nó bây giờ vẫn còn trồng lên anh em nè, đây trồng tác phẩm này. Khi vào tác phẩm như thế này để Tết bán, Tết làm hoa mình bán, tùy thời điểm mà mình bán cho anh em, đúng không? Rồi những cái dòng mà mình vừa chơi mình vừa làm kinh tế cũng được nữa, đó là dòng Năm Cái Trắng Bảo Duy, Người Đẹp Không Tên, đúng không? Ngọc Sơn Cước. Ngọc Sơn Cước bây giờ một cái kỳ bèo lắm thì cũng 1,5-2 triệu. Nếu như anh em bây giờ những cái gì mà đã qua rồi anh em đã bỏ qua đi, đúng không? Bây giờ anh em ví dụ giống bây giờ cái kia, cái chậu Ngọc Sơn Cước nó chừng 1-2 mét đi, nó cũng đâu bao nhiêu tiền đâu. Nó 10-20 triệu bạc. Một kia Ngọc Sơn Cước bây giờ bên Tiến chia là khoảng cỡ 1,5-2 triệu. Lúa non là bây giờ là một kia là 1,6 triệu, đúng không? 1,7 triệu tùy kia.
lúa non vừa nhú nhú vậy nè đó. Còn cái ki mà hiện hữu luôn là bên tiếng có ki là 2,5 triệu đó, 2,5 triệu một ki đó. Về từ ki đó thì anh em mình nhân giống ra, anh em mình chăm ra, anh em mình như hồi xưa anh em mình sưu tầm lúc mà kinh tế nó tốt thì anh em mình sưu tầm 5-7 ki, nhưng bây giờ anh em mình sưu tầm ki chơi thôi, trồng vào một chậu 2-3 ki vô một chậu đúng không, nó trồng lấy năm mà ra lùm là anh em có giống anh em chơi cái gì đâu. Mới về anh chào anh Đinh Ngọc Sơn nhé, chào anh Bùi Ngọc Viễn, chào Nguyễn Quý Khánh, anh em đang xem chấm cho tiếng một chấm tương tác, thả cho tiếng một lượt tim đi. Anh Thiên Trần Quang sao, anh Thiên Trần Quang có quyết định không? Chào anh Nguyễn Thanh Lộc nhé, đã chia sẻ. Cảm ơn anh Thiên Trần Quang. Mầm gốc mới lên thì mình tưới cái gì? Nó động lại bị thối không anh? À đúng rồi, nói chung cái mầm gốc nó mới lên anh Huy Đoàn, thì mình tưới những cái phân, tưới nước thì bình thường. À, tưới nước thì bình thường, nhưng mà tưới phân á, thì anh em mình hạn chế tưới vô cái đọt của nó. Mà tưới vô cái đọt á, thì anh em chịu khó, anh em lấy cái giấy ăn như thế này nè, anh em quấn cho nhọn nhọn xong anh em đi thấm nó liền, cho để nó động lại, nó rất là dễ thối đọt nha. Ví dụ ngày mai nắng lên á, ví dụ mình tưới thì như mình tưới hay tưới buổi chiều hoặc là tưới buổi sáng sớm á, thì mình động những cái phân trong đọt á, thì lúc mà nắng lên á, mà với lại bữa nay á là trong miền Nam hoặc là ngoài miền Bắc cũng vậy, bây giờ nó đang giao mùa mà, nó đang giao mùa giữa mùa nắng và mùa mưa, trong miền Nam nó đang giao mùa giữa mùa nắng mùa mưa, thời tiết nó oi lắm anh em, nó khó chịu, nó nóng, nó bức rất khó chịu lắm. Như ngoài miền Bắc thì bây giờ là đang chuẩn bị qua mùa hè rồi, nên thời tiết nó cũng rất là nóng, nó khó chịu. Trời nắng lên rồi mà còn động thuốc ở trong cái ngọn nó rất là dễ bị hư, bị thối đọt. À anh Lường Huỳnh, à, ra Hà Nội á, chắc là đợt này có công việc đang cũng rất là muốn ra tham quan và giao lưu với anh em. À, nhưng mà chắc đợt này là chưa biết như thế nào nữa, không biết có đi có công việc là mình có sắp xếp được không để đi. Nếu mà sắp xếp được công việc thì đi ra giao lưu với anh em. Đó, nhưng mà sắp xếp công việc không được thì chắc cũng phải là hẹn dịp khác. Chào anh Nguyễn Thịnh nha. Anh Thiên Trần Quang có quyết định cái chậu hồng mỹ nhân, thêm chậu hồng mỹ nhân không? Báo em nha. Rồi bây giờ tiếng chia cho anh em một cái dòng VIP. Dòng VIP mà bây giờ rất là im. Đó. Tảng viên nha anh em, năm cái đắng tảng viên ha. Đó, cái kỳ rất là đẹp luôn, rễ cực kỳ khỏe. Đó. Dòng này hồi xưa là mẹn lắm á, rất là đẹp luôn. Cánh sáp nha, dòng này dòng cánh sáp rất là đẹp. Tiến đang có một cái kỳ con giống như thế này, chia cho anh em 1,5 triệu nè. Đó, về sưu tầm chơi ha. Thắt ngọn mập trong quay rễ thì má ơi luôn. Đặc biệt bên mình chăm thì anh em biết bộ rễ rất là đẹp ha. Kỳ này chia sẻ cho anh em 1,5 triệu một kỳ, về làm giống nha. Đó, còn anh em nào mà thích cái kỳ bự hơn thì có. Anh em nào mà ít đàn thì anh em có thể là sưu tầm những cái mắt ngủ về chơi, về để dăm ươm. Dòng này khỏe lắm nè, mắt ngủ nó to như ngón tay út của mình đó. Mắt ngủ nó to như ngón tay út của mình lận. Tặng viên nha. Anh em chia sẻ đi, mỗi anh em mà có lượt chia sẻ thì lát nữa tiếng làm game cho anh em được nha. Không có lượt chia sẻ là không được đâu nha anh em. 20h rồi. Không giờ rồi, em ngu thôi em. Tặng viên, một kỳ như vậy là chia cho anh em 1,5 triệu thôi ha. Chào anh Nguyễn Thịnh nha. Anh Thiên Tần Quang chấm không à? Đi ẩn comment hả? Chào anh Huy Gia. Chào anh Huy Gia nha. Em xin chào anh Nguyễn Thanh Lộc nha. Thì vào bên máy này em đọc comment coi. Chào anh Nhân Lê. Thả cái tim đi anh em. Thả cái tiếng nhiều lượt tim nha. Rồi thấy cái lượt thấy chấm tương tác của anh Thiên Trần Quang rồi nha. Anh Thiên Trần Quang có ok thêm cái cây hồng mỹ nhân thì anh Thiên Trần Quang báo em nha. Có cái nếu mà anh Thiên Trần Quang mà chốt cái giá như em nói thì em tặng cho anh Thiên Trần Quang thêm 3 cái mắt ngủ hồng bông lai nữa nè. 3 cái mắt hồng bông lai này anh về anh dục luôn ở trong cái góc cái chậu luôn. Anh tưới tắm bình thường là nó tự nó ra thôi ha. Nó tự nó ra mầm gốc thôi. Chia sẻ cho tiếng đi anh em. Thì chào anh Thiên Trần Quang. À, chào anh Nguyễn Thanh Lộc. Thấy rồi nha anh. Thấy rồi, nó không bị ẩn tương tác. Cảm ơn anh Nguyễn Thanh Lộc đã chia sẻ nha. Tụt view rồi anh em. Lên đi anh em. Đây có tiếng sẽ lên cho anh em một cái dòng khác nè. Lên cho em một cái dòng này giống cũng cực kỳ hiếm nè.
hôm bữa không biết có để cái mặt hoa qua đây không, 50 trắng cố hương, còn đúng chậu thôi anh em, 50 trắng cố hương nhá, 50 trắng cố hương, cái chậu rất là đẹp, cái chậu rất là đẹp ở đây nè. À, dài cái chậu này dài gần 30 cm, có mấy cái bi ha, có mấy cái bi chào Ngọc Anh nhá. Đây có mấy cái bi rất là đẹp ở dưới mâm gốc này, rất nhiều cái bi nè. Đó, rồi cái chậu này dài chừng 30 cm hơn đó, đang mở ngọn mạnh nhá. Đó, đang trên mấy cái bi tiếng làm ki rồi. Đó, cái chậu này 30 cm nè, trên mấy cái bi này đang ra mấy cái ki, đang ra nhiều cái ki ha, 1, 2, 3 cái ki gì á. Đó, rồi chậu chậu 5 cánh trắng cố hương này là giao lưu với anh em là 1,5 triệu luôn nhá, 5 cánh trắng cố hương. Mầm gốc bên này không biết ra chưa nè, chưa ra. Chậu này dài 30 cm ha, 1,5 triệu cho chậu 5 cánh trắng cố hương này. Những dòng cánh trắng, những cái dòng mà 5 cánh trắng mũi trắng VIP bây giờ rất là dễ sưu tầm anh em ha, 1,5 triệu nha anh em nha. Em chào anh Minh Bình nha, chào anh Ngọc Anh PK nha, chào Long Sâm nha. Thả cho tiếng một lượt tim đi anh em, trời ơi tụt view quá, tụt view rồi anh em ơi, chia sẻ nhiệt tình cho mình đi. Thả tim chia sẻ nhiệt tình cho tiếng nha. Năm con trắng cố hương. Hello em Đặng Ngọc Tuấn nha. Đặng Ngọc Tuấn hứa hẹn biết mà bữa giờ không xuống anh chơi Đặng Ngọc Tuấn. Có năm con trắng quá cố luôn. Năm con trắng cố hương. À, cái tên đó là người sổ ra người ta nhớ về quê hương nên người ta đặt năm con trắng cố hương. Chào em trai Chu Văn Trung nha. Bữa nào rỗi qua vườn uống cà phê Trung ơi, uống trà uống cà phê chơi. Tụt view rồi anh em. Trời ơi. Rất là mong muốn cái lượt view mỗi anh em cho tiến xin một lượt chia sẻ để cái lượt view nó tăng lên chừng mấy chục lượt xem để tiến làm cái phần quà game cho anh em ngắm, cho anh em chơi. Mà nó cứ lét đét 30, 30, 30, 40 thì nó quay đầu. Chia sẻ mạnh đấy, mỗi anh em thả một lượt chia sẻ là sẽ có cơ hội làm nhận những cái quà game rất là dễ thương ha. Rất là yêu thương luôn, giá rất là yêu thương. Giá rẻ bất ngờ. Cái đó là thay không phải là mình bán mà mình làm game để tri ân cho anh em chia sẻ đó. Hôm nào sổ 5 cánh trắng tiếng tươi tắn. Giờ tầm mấy giờ rồi mà đi sổ cây nữa. Đó, bây giờ những dòng VIP như dòng dòng này nè, ví dụ đi, 5 cánh trắng tặng viên đi ha. Dòng này rất là VIP rồi mà bây giờ chỉ còn 1,5 triệu ki, rất là dễ sưu tầm. Thì ta mua mẹ nó cái ki tặng viên ta chơi đi, mắc cái mớ gì ta phải đi sổ tầm này. Mà bây giờ một cái như hồi trước anh em biết, hồi trước anh em sẵn sàng người ta bỏ ra vài chục triệu, có khi vài trăm triệu để người ta mua cái chậu nù xanh, đúng không? Để về người ta sổ người ta bắt. Nhưng mà sổ ra nhiều khi ra mũi màu là vứt, đúng không? Mũi màu đâu ai chơi, mũi màu để ngắm thôi, để chơi thôi chứ không phải là làm kinh tế. Thì bây giờ như cái cây 5 cái trắng tặng viên này, hồi trước anh em sưu tầm một ki rất là cao, lúa non là một ki đã gần cả tỷ rồi. Nó bây giờ là có một cái ki hiện hữu luôn, cái ki này khoảng có 5-6 cm, rễ rất là nhiều, đẹp khỏe. Mà chia cho anh em giao lưu với anh em chỉ có 1,5 triệu thôi. Đó thì em chơi luôn chứ mắc gì phải đi sổ làm gì, đúng không? Chào anh Phong Ngô nha, em chào anh Tám Chu nha. Đây mặt hoa tiếng đang cầm ở đây là mặt hoa 5 cái trắng người đẹp không tên. Đó, nở tới ngày thứ 3 rồi, thứ 4 rồi. Nở bói nha. Đó, rất là thơm ha. Thì đối với người đẹp không tên này cũng rất là hiếm giống bây giờ. Nó là một trong những dòng VIP quốc dân. Không tên năm nay là đại đa số ra hoa hết. Nhiều anh em á, là nó tùy theo năm nha anh em. Đó, nhiều anh em cắt ươm cũng ra hoa sạch luôn. Đó. Mà hoa thì dễ thương ha, hoa thì rất là đẹp. Nó là VIP quốc dân mà, hồi trước đụng tới một cái ki của nó thì mệt mỏi lắm. Còn bây giờ bên tiếng mà những cái ki mà bảo duy á, thì nó cũng rất là dễ để sưu tầm nhá. Mắc ngủ bao lên ki bên tiếng là khoảng cỡ là 2,9 triệu. Một mắc ngủ bao lên ki. Bao là như thế nào? Bao lên ki là như thế nào? Ví dụ mình ươm dùm luôn, như tiếng ươm dùm đi ha, là ra hoa hoặc là bị thối là bên tiếng sẽ đổi cái khác cho anh em. Anh em không sợ mất cái tiền anh em mà đầu tư, đúng không? Đó. Còn nếu như mà gửi về cho anh em á, thì nó rẻ hơn, vì anh em cho tự ươm thì nó rẻ hơn. À, ví dụ giống như anh em mà ươm mà thối hoặc là lên hoa anh em tự chịu thì nó rẻ hơn. Chừng nào lên là anh em theo, tùy theo cách anh em ươm chứ. Còn như bên mình ươm giúp thì nó lợi hơn, nó lợi thế hơn. Đó là ví dụ nó hỏng nè, hoặc nó thối, hỏng là thối, hoặc là nó ra hoa thì bên mình sẽ đổi cái mắt khác cho anh em, để đảm bảo cái tiền đầu tư của anh em còn. Vì bây giờ một cái ki hiện hữu thì bây giờ nó khoảng cỡ tầm
nó u, ví dụ tiếng ưa mà u lên luôn rồi á, nó nằm tầm khoảng cỡ là 3,9 triệu một ký ha. Nó còn thì ngoài thị trường hay trôi nổi nhiều lắm, không biết chuẩn chỉnh hay không. Đó. Đâu ra nhiều anh em, đâu ra nhiều. Ok Chu Văn Trung, chủ nhật qua chơi. Đúng rồi, live khuya. Anh hay live khuya lắm. Bây giờ nhiều khi mình ngủ sớm đâu được gì đâu. Mình xác định đây là công việc của mình mà. Đó, yêu nghề mà. Chăm cây rồi đêm đêm rồi về đi đi soi soi cây coi có cái con sên hay con gì nó ăn cái mầm gốc không, đúng không? Có cục phân nào chèn rễ không đó. Tới bây giờ nó vẫn vậy đó anh em. Cái vậy nên cây nó mới khỏe được. Chứ bây giờ anh em mình chơi mà anh em mình không đam mê, anh em mình bỏ bê nó, anh em mình chỉ biết tưới nước thôi, thì làm sao cây nó đẹp được, đúng không? Làm sao cây nó đẹp được. Đó, giờ anh Tùng về, anh Tùng bật đèn cái là nhìn nó vườn nó phê không anh em. Ngắm vườn nó phê không? Sạch sẽ tinh tươm ha. Rồi anh Thiên Trần Tiến ơi, công thức anh chỉ công thức anh chỉ chăm cây áp dụng cho cây cỡ nào là được vậy Thanh Anh? À anh Huy Đoàn hả? Anh Huy Đoàn hình như là em có gửi cái công thức hàng tháng cho anh rồi đúng không? Thì đối với cái cây mà nó ấm chậu rồi á, là anh bắt đầu đi cái công thức đó là đẹp nha. Nó ấm chậu rồi á, ví dụ giống cái kia này về anh chăm vậy được rồi nè. Đó ha. Đối với cái cây này như cây mà ấm chậu thì anh em chăm được rồi. Thì khi mà cái cây con đó thì anh em mình nên tập trung là cho nó ăn dặm. Phân cái cây mà mới ra chậu thì anh em tập trung anh em đẩy rễ cho nó. Thứ hai mà khi mà rễ nó được tương đối rồi á, thì anh em cho nó ăn dặm bằng phân 30-10-10. Nhưng mà phân á, đối với cây con á, thì anh em đi liều loãng thôi. Ví dụ 2 lít thì anh em đi một đi nửa ram thôi, đúng không? Mà một tuần mới cho đi lần, đi ít thôi, đừng đi nhiều. Ví dụ hôm nay anh em cho nó đi thằng 30-10-10 thì 5 ngày sau anh em đi cho nó liều 20 điều, xoay phiên nó, xoay tua nó ra. Rồi giữa những cái kỳ đó thì anh em mình nên đi kích rễ cho nó. Kích rễ bằng Biorot hoặc là cái thằng Rabita hoặc là N3M, đủ thứ trên đời. Nếu mà đi kích rễ vậy thì anh em nên đi 1-2 giọt cái thằng ví dụ 1 lít đi thì anh em nên đi 0.5 cc B1 nữa. B1 Thái thì làm rễ rất là tốt, đúng không? Nhưng mà cứ đi theo cái bài như tiếng vậy, đi theo hàng tháng vậy là khỏe nhất. Đó. Anh em nào mà muốn mà mới chơi á, mà không biết chăm á, thì có thể là thích Trang và nhắn tin cho tiếng ha. Tiếng sẽ chia sẻ cho cái lịch đi phân theo hàng tháng. Nếu như mình những cái loại mà tiếng đưa ra mà anh em không mua được hoặc là biến mua thì có thể là đặt bên em luôn ha. Rẻ lắm, mấy trăm ngàn là đủ bộ rồi anh em. Em chào anh trai Võ Hiền. Nó có kích rễ nè, nó có phòng bệnh, đủ thứ trên đời luôn. Có kích rễ, có phòng bệnh, có B1, có B12 giải độc. À, có 630, có 20 điều, có duy xanh, có Renan. Những anh em ít á, đi lòng vòng ngắm cây đi anh hả? Đứng chỗ đi lòng vòng làm biết mà. Bữa giờ đi lòng vòng riết mỏi chân. Giờ nay đứng làm biếng đi lòng vòng. Lâu giờ đi, nãy giờ đứng không, giờ đi lòng vòng cho anh em ngắm cây tí đi ha. Cho anh em ngắm hoa tí đi. Đấy. Đây là HO Hiển Oanh. Cũng đẹp lắm á chứ anh em hả? À, đối với những cái dòng HO Hiển Oanh á, thì anh em mình nên làm vài quầy quầy hoa như vậy nó mới đã nè, nó mới phê nè. Chứ làm mà không biết làm đét đét vài cái hoa thì ngắm chán đời lắm. Làm quầy quầy hoa thì ngắm mới sướng. Cây này nở đâu có 10 ngày rồi nha anh em. Cây này mở nở 10 ngày rồi. Em chào anh Nguyễn Lợi nha. Chào anh Võ Hiền. Chào anh Trần Đỗ Hưng. À, hai cái chậu hồi nãy đang hoa là hồi nãy chia sẻ cho anh Thiên Trần Quang để ghi vô cái sổ cái quên. Quên thấy mẹ luôn á. Đợi tiếng tí nha. Tiếng ghi cái anh Thiên Trần Quang dán cho anh cái tên cái rồi tiếng đi vòng vòng cho anh em ngắm cây. Này ngày bao nhiêu ta? Nay ngày 13.
Ok, đi vòng vòng nha anh em nha. Chia sẻ cho mình đi nha. Chia sẻ nha anh em. Đây, để qua cho anh em coi cái chậu, những cái chậu như này có đáng chơi hay không nè. Đây, chậu bạch tiết như này có đáng chơi không? À, với cái chậu bạch tiết này mà tiếng chia 5 triệu bạc. Đó, mầm gốc uy lực ha. Đó, mầm gốc nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 mầm gốc. Đó. 1 mầm lỡ, 2 mầm lỡ, 3 mầm lỡ, 4 mầm lỡ, 5 mầm lỡ với một cái thân này. Đó. Chào anh Văn Vũ. Kèm theo một cái kỳ ở đây. Đấy. Hoành tráng chưa? Đó, chậu này 5 triệu mà không chơi thì chơi cái gì? Đúng không anh em? Quá là im cho cái chậu này luôn. 5 triệu bạc. Nhưng mà chậu này giá 5 triệu nha, nhưng mà tiếng kích hoa đây, tiếng để đây là để chuẩn bị là kích hoa đấy, lát nữa tiếng kích hoa từ đây tới đây. Kích một dãy hoa này. Mà ra hoa một cái là cái giá nó phải gấp đôi nha anh em. Nó phải lên 8 triệu mấy 9 triệu. Đó. Ha. Chào anh Văn Vũ nha. Em chào Thiện Nguyễn nha. Chậu rất là khủng. Chậu đẹp. Rễ đẹp. Vô cái chậu to luôn rồi. Về chỉ việc làm giống thôi. Rồi 29 anh chị đang xem, mỗi anh chị đang xem cho Tiến xin một lượt chia sẻ đi. Ai có lượt chia sẻ là lát nữa Tiến sẽ làm cho những phần quà game rất là yêu thương nha. Mà phải 50 người xem mới được nha anh em. Mà phải 50 người xem mà tiến lên một cái cây, một cái chậu với cái giá gọi là giá, gọi là giá vừa bán vừa cho. Thay vì tiến làm game mà tiến kêu giá vậy đó. Mà ai phải có được chia sẻ mới được nha. Rồi em chào anh Nguyễn Hữu Minh luôn. Chào anh Hoa Lan Minh Hoạt luôn. Rồi đi qua đây cho anh em ngắm hoa ngắm cây tiếp nha. Đây nè. Đây là chậu năm cái đống phú quý nè. Đang nụ nè. Nhưng mà chậu này chưa chia được ha. Chậu này chưa chia được. Đây nè. Mùa này là mùa mầm gốc nè. Anh em thấy cái bộ rễ nè phát triển đã không? Thì muốn bộ rễ phát triển như thế này thì giá thể phải sạch là điều đương nhiên, không có sên đúng không? Và mầm gốc nó ra nè. Hồi trước người ta chăm nè anh em, lấy của vườn người ta có chút xíu xíu nè anh em thấy không? Đó, nhưng về mình chăm nó bự ra, nó bự ra, nó bự ra. Xong tới cái mầm gốc năm nay là nó bự, nó phát mầm gốc. Ôi trời, cái mầm này mà cuối năm chắc nó đi 2 mét có luôn, nhau vẫn chơi đâu. Rồi chào 290 anh chị đang xem nha. Mỗi anh chị thả tiếng một lượt tim nha. Em chào anh Văn Vũ đập trai nha. Em chào anh Bình Nguyễn Hoa nha. Á hậu to lắm rồi mà sao không chịu nở luôn em. À vậy á hả? Từ từ anh đừng có nôn nóng. Qua bên này nè, mầm bạch tiết đẹp nữa nè. Đó, anh em nào mà muốn cái chậu bạch tiết này về làm nái là em chia luôn cho nè. Quá trời mầm luôn ha. Chia cho cả chậu này về ngắm luôn nè. Đó, quá trời kỳ nè. Kỳ này 500. Đó, kỳ này anh em nào chốt chia cho 500 kỳ này. Bao trồng ấm chậu gửi về cho nha. Năm sủy. Đấy. Chia dần ký chơi thôi. Có ký một à. Còn ai thích bế cả chậu này thì chuyển khoản cho Tiến là nguyên chậu này nha. Nguyên chậu quá trời đầu. Ai mà lấy chậu này chuyển khoản cho em 8.888.000. Nguyên chậu này ha. Đó, quá trời kỳ với mầm gốc. Mầm gốc là mầm gốc uy lực không á nha anh em. Chứ không phải mầm gốc nhỏ nhỏ đâu. Quá trời quá đất. Bạch tiết nha. 50 đắng bạch tiết. Bạch tiết bộ rễ rất là khỏe đó. Với những chậu mà bộ rễ khỏe như thế này thì nó đẻ mầm gốc là đẹp là cái điều hiển nhiên đúng không anh em ha. Hơi xa, có vẻ đói bụng đó. Đây nè, qua đây cho anh em coi cái đố anh em biết dòng này là dòng gì. Đố anh em biết dòng này dòng gì. Ngon mỡ phê tê luôn. Ngon mỡ phê tê luôn anh em. Đó, ngon mỡ quá trời phê luôn ha. Ây xa xa. Ngọn này thì thối chứ. Ngọn này là cuối năm là cũng bằng mấy cái kia. Bằng mấy cái này. Đấy. Dài chấm đất luôn. Chấm đất là phải rút đọt nha anh em. Chứ còn không nó đi nữa đó. Dài chấm đất luôn. Đố anh em biết cây này là cây gì. À, ngọn này. U là trời. Ngọn nó mở đã chứ. Ngọc Sơn Cước. Đúng rồi anh Nguyễn Viết Hiếu. Đúng rồi, đúng Ngọc Sơn Cước rồi nha anh Triều Mẫn nha. À, rất là ok, anh em nhìn lá là biết liền ha, anh em giỏi ghê liệt á chứ. Vậy là anh em giỏi hơn mình rồi. Em chào anh Tâm Nguyễn nha. À, đây còn một cặp kia Ngọc Sơn Cước ở dưới này còn nè, còn sót lại nè. Anh em nào mà lấy một cặp này là em chia cho anh em là 3 triệu nè. Đó, một kia, hai kia. Một cặp này nha. Một cặp này lúa non em chia cho anh em 3 triệu nha. Anh em lấy hai kỳ này mai nè, nè cái kỳ này hôm bữa là Tiến chia cho anh em, hai anh em giờ nó bự cho bá luôn rồi nè, thấy chưa? Tức là cái chậu này rất là khỏe nên mấy cái kỳ này mai rất là khủng.
thì với giá 3 triệu thì nay mai anh em về anh em rước một cái kỳ bự như này thì anh em chia một kỳ là anh em muốn về bờ rồi còn bờ một kỳ để chơi. Đúng rồi nha, anh LT Triệu Mẫn, chuẩn Ngọc Sơn Cước rồi. Chào anh Tâm Nguyễn nha. Ai đang xem thì thả cho em một lượt tim, một lượt like nha. Đó, anh em thấy ngọn nó mở khỏe không? Đó, ngọn nó mở rất là khỏe luôn. Mấy kỳ bên này là chia hết rồi nha. Mấy kỳ bên này là hôm bữa là tiếng với anh Tùng livestream là chia hết rồi. Đó, giờ còn hai kỳ bên này thôi. À, kỳ này cũng có chủ rồi nè. Đó, kỳ này cũng có chủ rồi. Đó, nè. A Châu nè. A Châu lấy kỳ này, chuyển khoản xong rồi. Đấy, còn kỳ này. Đấy, còn kỳ này cũng chia rồi, còn mỗi hai kỳ dưới này thôi. Mà ngọn nó mở rất là đẹp nha anh em nha. Ngọn đang mở nha. Đó, ngọn đang mở. Mà cái chậu này nó hoa nó cái rễ rất là khỏe thì với những cái mầm gốc rất là khỏe như thế này thì nay mai là mấy cái mầm nó khỏe lắm. Nó rất là khỏe luôn. Và sắp tới đây á thì anh em sẽ được ngắm hoa Ngọc Sơn Cước nha. Một một đống nụ rất là ok. Ừ. Hai anh em đang chinh chiến nha anh em. Đó. Hai anh em đang chinh chiến. Đây. À, khoảng cái như cái chậu này là khoảng cỡ là một tháng nữa là anh em mình sẽ được ngắm hoa nha. Một tháng nữa là anh em sẽ được ngắm hoa. À. Em chào anh Võ Hiền. Em chào anh Thành Thành Thái nha. Em chào anh Bảo Lê. À, Ngọc Sơn Cước đang nụ. Chậu này là không chia nha anh em nha, chậu này để ngắm hoa chơi thôi nha. Đó, chậu này để ngắm hoa chơi thôi. À, để coi à, có khổng tước nữa, có khổng tước nhưng mà khổng tước không biết nó giữ nụ được không. Khổng tước, chậu khổng tước đó mà anh em nào mà sưu tầm tiếng chia cho anh em là 7.9 triệu nha. Hồi nãy nó 7.9 triệu. Chào à, em chào anh Thế Thương Nguyễn. Đây nè, riêng cái dòng Ngọc Sơn Cước nó khỏe thì vô đối luôn anh em. Vậy nên tiếng nói với anh em là Ngọc Sơn Cước là một trong những dòng đáng để anh em mình sưu tầm nha. Đó, Ngọc Sơn Cước nè, đó cái ngọn nó cứ mở như thế này nè, rất là khỏe anh em. Nó khỏe như HO vậy đó, nhưng mà đặc biệt nha. Đặc biệt Ngọc Sơn Cước là anh em muốn làm kỳ á, trên thân cũng rất là dễ. Với điều kiện là anh em làm non, đừng để tới cái lúc nó già rụng lá để anh em làm. Vì Ngọc Sơn Cước nó có cái đặc điểm nha, đặc điểm chung của Ngọc Sơn Cước là như thế này. Nó già nó sẽ tự rụng lá nha anh em nha. Nó già nó sẽ tự rụng lá. Đấy. Bên này là có cái chậu này là chậu này dòng này cũng rất là đẹp nè anh em nè. Thiên thần Pleiku nha anh em. Thiên thần Pleiku. Đó, đang còn một kỳ duy nhất trên thân. Kỳ này nha, kỳ thiên thần Pleiku này anh em nào mà giao lưu tiếng giao lưu với anh em mà là 5.5 triệu nha. Thiên thần Pleiku 5.555.000 năm toàn năm đi ha. Đó, anh em ai có hoa để ngắm luôn. Để tiếng vào cái lấy cái máy kia tiếng cho anh em ngắm hoa của thiên thần Pleiku nha. 5.555.000 cho một kỳ thiên thần Pleiku. Thiên thần Pleiku là khác với lại đôi mắt Pleiku nha anh em. Thiên thần Pleiku khác với đôi mắt Pleiku. Đôi mắt Pleiku thì nó cao tiền hơn. Thiên thần Pleiku nè, đợi tí tiếng cho anh em xem một hoa thiên thần Pleiku đây nha. Thiên thần Pleiku đang nụ nha. Nay mai là tức là cái lúc mà khoảng có một tháng nữa là cái nụ đó nở là bắt đầu là anh em cắt cái ghi xuống là vừa rồi. Đó, nếu như mà nay mai mà nụ nở là cắt giao cho anh em có cả cái hoa luôn cho anh em ngắm. Đâu để coi coi. À ấy à. Để coi coi thiên thần Pleiku đâu rồi ta. Đợi em tí. Chia sẻ đi anh em, mỗi anh em cho tí xin một lượt chia sẻ đi. Em chào anh trai Lan Rừng Dĩ An. Cái cây sọc bệt Hoàng Long mà hôm bữa em chia cho anh Lan Rừng Dĩ An nó đẹp chưa anh Lan Rừng Dĩ An? Đây. Thiên thần Pleiku đây nha. Đấy, thiên thần Pleiku đây. Chào bonsai Nguyệt Bùi. Đó. Hoa rất là đẹp, phê ha. Thiên thần Pleiku. Đó. Đang có nụ luôn. Để nay mai anh em ngắm ha. Hai nụ luôn. Nụ này tròn nè, nụ này tròn rất là dễ thương nè. Nụ tròn đẹp ghê luôn á, chắc chắn là cái nụ này, hai nụ này nay mai là ngắm đẹp. Rồi đây còn một cái kỳ này ha, cái kỳ này giao lưu với anh em 5.555.000. Đó, kỳ này ha. Đó, về để cho anh em mình ngắm hoa chơi ha. Ngắm hoa chơi xong xuôi là lắc cái kỳ luôn, là đẹp. Đấy. Đây. Hoa rất là phê. Rất là phê nha. Kỳ rất là đẹp. Bắt đầu bén rễ rồi đó.
Mà cái dòng này rất là khỏe nha anh em nha. Cái dòng này khỏe lắm luôn á. Đây nè, thân thủ nó khỏe lắm. Mà dòng này cũng là dễ làm ki nữa. Thân thủ đẹp, hoa đẹp, mắc gì không chơi đúng không anh em ha. Đó, mầm gốc quá trời mầm luôn. Mà trong vườn hình như là có mỗi chậu này à, chứ còn chậu nữa hình như có hai chậu anh em. Có hai chậu nhỏ nhỏ thôi. Chậu này là chậu bự, còn có chậu nhỏ nữa. Chào anh Trung Cường LV. Mãi không lên được cái đủ cái view anh em. Mỗi anh em mà ai mà có được chia sẻ là lát nữa tăng tiếng làm game cho anh em chơi nha. Cái kia trên đầu này đã có chủ nhân rồi nè. Cái kia không tên nè. À, đi đi lui đi qua đây có một cái kỳ không tên, có một hoa không tên để chia cho anh em cái kỳ không tên chơi nè. Đây nè, qua đây hoa không tên đây ha, hoa không tên đây, đang còn đúng một cái kỳ duy nhất không tên này thôi nha. Nó hết luôn rồi, hôm bữa giờ nó nở không tên cái anh em hỏi mua hết rồi, không còn nữa, còn đúng cái kỳ này một nè. Đó, rễ rất là khỏe, kỳ ươm tự nhiên nha anh em, rễ khỏe lắm rồi nha. Đó, hoa không tên đây, hoa bói nha. Đó, Kiki còn kia và còn một mắt. Đó, kia còn một mắt. Cái chậu không tên này giao lưu với anh em là 4.333.000. 4.333.000 cho cái kia, cái chậu, cả chậu này ha. Đó, một kia và một mắt 4.333.000. Đó, đẹp không? Đó, hoa rất là phê. Trắng sứ nha anh em, trắng sứ luôn. Rất là tuyệt vời ha. Rất là phê cho anh em mình ngắm. Đấy, thuộc view không tên thì còn đúng chậu đó thôi nha anh em nhé, còn đúng một em không tên đó thôi. Chia sẻ cho mình đi anh em, chia sẻ cho tiếng đi. Ngồi đây đi, làm biến đi vòng vòng quá. Ê, mỏi chân quá. Ai chà chà, bữa giờ đi vòng vòng riết giờ mệt rồi anh em, đuối rồi. Lát nữa có cái đồ yêu cây lắm. Tối ngày hai anh em ở trên vườn á, xong rồi cái đem cái tạ lên để đẩy, xong rồi đem làm cái hết xà đơn nữa kìa. Đây nè, bên góc kia kìa, đó là có cái tạ nằm ha, có cái tạ nằm luôn và có cái hết xà đơn luôn. Mệt quá thì hết xà đơn, tập thể dục thì hết tạ. Sáng xiên xiên đó, đi dậy sớm là đi qua bắt đầu ăn sáng xong xuôi lên hít tạ. Hít tạ xong hít xà đơn đó, vừa có sức khỏe, đúng không? Vừa có sức khỏe, vừa có tiền. Thích thì bán cái cây là có tiền, vậy thôi không? Mình chia sẻ là tức là nhiều khi mình lên like vậy đó anh em, xong rồi bắt đầu cái xuống like cái là anh em nhắn tin và sưu tầm riêng ha. Ngày thứ hai nữa là tiếng cũng like trên cái nền tảng khác nữa, đó là TikTok. Chào anh Hoàng Duyên Mê Lan nha. Cái cha tuột view à. Tuột view à, thôi chắc tiếng cũng xuống like luôn nha anh em nha. Tiếng cũng xuống like luôn. Anh em không chịu chia sẻ, anh em mà ngày mai nhá, ví dụ giống như mỗi lần tiếng lên like anh em chịu khó chia sẻ lên, ví dụ đúng như thế này đi, đúng 50 lượt xem là tiếng sẽ chia sẻ một cái ví dụ giống như bây giờ nè. Ví dụ giống cái khúc này đi, bồng like mà ba mắt ngủ đã lên luôn rồi ha. Ví dụ giống như bây giờ thay vì tiếng lần game tiếng tặng cho anh em thì tiếng bảo ba cái mắt ngủ bồng lai này giá trị của nó hiện tại bây giờ là khoảng cỡ là 600.000 đó, nhưng mà tiếng bảo thôi bây giờ cái này đạt được yêu cầu đó tiếng chia anh em 50.000 đó, kiểu vậy ha. Không phải là bán mà mình là game tặng cho anh em đúng không đó, thì phải chia sẻ đủ cái lượt số yêu cầu đó mới được. Hoặc là buồn tiếng đem ra một cái chậu Phú Thọ đẹp thì về em làm hoa, thay vì tiếng tặng cho anh em tri ân anh em để vì đã làm game, ví dụ làm game đi thì tiếng sẽ chia với cái giá mấy chục ngàn, thay vì cái giá đó thì anh em đủ tiền ship anh em thôi đó, rất là dễ. Ôi tiếng xin phép xuống like nha, chúc anh em luôn luôn sức khỏe nha. Tối ngày mai tiếng sẽ lên lại, cố gắng thời gian tới tiếng sẽ cố gắng like đúng thời gian hơn, bữa giờ bỏ bê quá. Bye bye anh em nha.